nhiều mẫu mới quá, nó sẽ đẹp hơn. Alo, mấy chị đẹp ơi, chia sẻ tặng quà nha mấy chị. Tối nay chia sẻ tặng quà, tặng 5 phần quà nha. Tặng 5 phần quà nha mấy chị đẹp ơi. Chia sẻ tặng 5 phần quà nha. Chia sẻ tặng 5 phần quà. Năm phần là thêm 5 chai dầu thơm nha mấy chị. Thêm 5 chai dầu thơm. Chia sẻ tặng quà mấy chị đẹp ơi. Bộ trang điểm cả năm thêm 5 chai dầu thơm nha. Chia sẻ không đồng nha mấy chị. Chia sẻ không đồng nha. Trang sức đồng. Mình may rất là nhiều mẫu đẹp mấy chị. Hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Mình định like sớm cho mấy chị mà. Rốt cuộc rồi cũng lên trễ nè. Bạc em đi mấy chị đẹp ơi. Nhẫn đẹp quá nha mấy chị. Nhẫn mẫu mới nha. Nhẫn mẫu mới, nhẫn bông mai kim tiền nha. Rất là đẹp luôn. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Dòng xi men mẫu mới mấy chị ơi. Dòng xi men mẫu mới nha. Dòng xi men mẫu mới. Nha ca coi cái bộ này cô còn một. Bưng cái bộ này lại, bưng cái này lại cô coi. Cô để đâu rồi? Dòng xi men mẫu mới mấy chị ơi, chiếu sáng lấp lánh như dòng thiệt luôn nè, đồng mà làm đẹp cỡ này nè, bản 6 ly nha. Cái này chế nào đeo cặp cũng được nha mấy chị. Đeo cặp cũng được nha. Chia sẻ cho em tặng quà mấy chị ơi. Dạ. Bữa nay 4 ngày chưa nhận được, em ơi thông cảm giùm chén cho Quỳnh Long ơi. Bữa nay Sài Gòn dịch quá trời luôn rồi mấy chị. Ở khu em bị luôn rồi mấy chị ơi. Khu nhà em bị luôn. Dạ. Dạ chị Úc Châu ơi, shop tầm mình mai đẹp xuất sắc luôn như là vàng thiệt. Dạ mấy chế ơi, đồ của em đồ đồng, mấy chế mua, mấy chế xiên tắm rửa giặt thoải mái, không cứ trà xà bông tắm trà chanh là rất sáng bóng đẹp nha. Mấy chế mua hàng em kỹ chút xíu, bữa nay có rất là nhiều shop ăn khách đơn. Dạ, dòng xi men em mới làm xong là ồ đẹp chưa. Dòng này là cô có cái mẫu giống vậy à. Dòng này mới làm xong phá lưỡi gà như vàng thiệt. À, chị Cát Bụi ơi, alo em chào chị yêu chị ơi. Dòng xi men của chị em làm rồi nha chị yêu. Dạ. Không biết cháu nó có gửi cho chị chưa. Em nhiều đơn quá, em lu bu quá, chị thông cảm giùm em. Dạ mấy chế ơi, dòng xi men mẫu mới bản 6 ly. Em đeo có 9 chiếc thôi đó. Đeo 9 chiếc thôi nha mấy chế. Chế nào lấy cặp được luôn nha. Chế nào lấy cặp, một cặp 250 em bao ship. Dạ. Một cặp 250 bao ship. Dạ, bông em đeo là bông em đeo có 220 chị. 220.000 bao ship. Dạ, dòng xi men này mấy chế đeo cặp được nha. Đeo cặp rất đẹp nha mấy chị đẹp. Đeo cặp rất đẹp nha. Em mới vừa làm xong. Có ni 48 tính ni 60. Dạ, chế đẹp nào có ni tích ni 62 thì đặt em làm cho mấy chế luôn nha. Phá hộp như vàng thiệt cho mấy chế. Phá lưỡi gà như vàng thiệt nè. Đó, em đeo có 9 chiếc thôi. Còn ngồi đó đẹp. Chiếu sáng lấp lánh luôn. Chiếu sáng lấp lánh luôn. Đẹp lắm mấy chế ơi. Nha. Rất là đẹp nha. Đó, con lấy cái căng ra căng thử cái bộ này nhiêu vậy con. Dạ, tùy theo bộ ni 48 50, 52, 54, 56, 58 nghe mấy chế ơi, đồ đẹp lắm. Dạ. Đồ em sao chưa có. Dạ, chị ơi, chị Trần Thị Tám ơi, thông cảm giùm em. Mấy chế có điện thoại là em gửi hết rồi. Bữa nay khu dịch Sài Gòn cách ly nhiều lắm mấy chế. Dạ, mấy chế bước trước mua nhận 3 ngày, 5 ngày nhận hàng. Bữa nay chắc cỡ tuần nha mấy chế đẹp ơi. Thông cảm giùm em nha. Hơi chậm tí xíu. Dạ, hơi chậm tí xíu. Nhân viên vẫn giao hàng hết nha. Dạ, nhưng mà hơi chậm tí xíu giùm em. Có hết nha mấy chế. Con căn hộ con đây coi. Dạ, mấy chế đẹp ơi. Đợi em làm, mới làm cái bộ xi men để em căn sơ lược cho mấy chế coi cái nha. 2 4 6 7 3 6 7. Bộ này là bản 6 ly nha mấy chế. Mấy chế đeo chừng 9 chiếc là ok đẹp nha. Hai chiếc cũng đẹp nè. Chế nào lấy hai chiếc là 250.000. Dạ chị Trung Hồ ơi, chị chia sẻ ok chị hôm qua kia em nhớ chị có trúng thưởng á, chị cho em số địa chỉ với số điện thoại em gửi hàng, gửi quà trúng thưởng cho chị nha. Dạ, hai chiếc nha mấy chế, hai chiếc 250 bao ship nha. Chế nào đeo một cặp này rất là đẹp rồi nè. Dạ, để em căng cho mấy chế coi nha. Bộ này hai cây nha mấy chế ơi, hai cây nha. Bộ này tại vì cái bản tới 6 ly nè. Đó, không có nặng mấy đâu nha. Cái này không vô nước nha mấy chế. Em làm đặt không vô nước nha. Đó, mấy chế đeo rất là đẹp luôn. Xi men mẫu mới giùm em một bộ 800.000. 7 chiếc.
Trái nào lấy hai chiếc. Dạ đổi đồ để số điện thoại lên giùm em chị ơi. Đổi đồ để số điện thoại lên giùm em. Đổi đồ để số điện thoại lên giùm em. Nhân viên em sẽ điện đổi cho mấy trái hết. Nhớ cái tên lúc mà mình gửi, nhớ số điện thoại lúc mà trên cái hộp đồ, đúng đúng tên, đúng cái số điện thoại trên đó em mới đổi cho mấy trái đẹp đẹp được nha. Tại bên em gấp rất là nhiều đơn, đúng tên đúng số điện thoại em mới đổi được. Còn không không đúng tên không số điện thoại vẫn còn ở nhà em, không có mất đi đâu hết nha. Mua trang sức em yên tâm. Rồi mấy trái lấy xi men mẫu mới giùm em, đẹp xuất sắc luôn. Bảng 6 ly, bảng 6 ly nghe mấy chị, bảng 6 ly dạ, rất là đẹp. Một bộ này là 800 ngàn, 7 chiếc. Giờ giờ cái quạt hộ cô không? Dạ, bông tai em đang đeo đó là chị, là bông này. Bách đây con nhớ mã mấy không con Bách? Lấy bông hộ cô không? Dạ, đổi đồ để số điện thoại giùm em mấy chị. Cứ đổi đồ để số điện thoại, để chữ đổi đồ để số điện thoại. Chút xíu em nghĩ like đó, là cái số điện thoại của mấy chị sẽ chạy ra liền. Rồi ngày mai nhân viên em sẽ cầm số điện thoại đó của mấy chị lục cái bọc đồ nha. Nè. Mai ơi dịch có trời sao đập đồ. Dạ chị Diễm Nguyễn ơi, ở dưới tỉnh đó. Không đánh đổi. Còn Sài Gòn là thua rồi. Sài Gòn bây giờ nhà em đóng cửa luôn. Bữa nay em đóng cửa luôn mấy chế ơi. Mấy chế mua đồ. Shop em đóng cửa nha. Em chỉ like, bán trên em gửi đồ shipper giao cho mấy chế thôi. Dạ. Sao không giao hàng cho em? Dạ Thí Nguyễn ơi có giao em, có giao nha. Dạ quên rồi chứ, chào em nha, quên rồi. Dạ em chào cả nhà hết, em chào mấy chị xem live hết nha. Sài Gòn hôm nay dịch dữ lắm mấy chế ơi. Nhà em đóng cửa rồi. Mấy chế Sài Gòn cứ mua em gửi nha. Nhiều chỗ bị cách ly rất là nhiều. Em bữa nay em đóng cửa luôn rồi mấy chế đẹp ơi. Dạ em tặng 5 phần quà cho mấy chế nha. Dạ đôi bông dài màu cam 300 chị. Dạ đôi bông dài màu cam 300. Chị bông đó là bông sòn rất là đẹp mấy chế ơi, em tặng 5 phần quà 0 đồng. Em tặng thêm một chai dầu thơm cho mấy chế nữa nha. Bữa nay dịch quá, ủng hộ em nghe mấy chế đẹp. Dạ ủng hộ em nha. Rồi mấy chế ơi, 5 phần còn phần nào tặng phần đó. Dạ mấy chế, em có điện thoại có địa chỉ là em xin em gửi hết cho rồi, nhưng mà tại vì Sài Gòn cách bị dịch nhiều quá, thông cảm giùm em. Dạ em tặng thêm một chai dầu thơm nha mấy chế. Dạ em tặng thêm một chai dầu thơm nữa nha. Mấy nàng ơi tôi like, mấy nàng đừng điện cho người yêu nữa. Cái em kia nãy điện cho người yêu dậy hết trơn. Dạ thấy cô like chưa mấy nàng công chúa, điện hết giờ điện rồi ha. Dạ mấy chế ơi, dầu thơm 5 phần nha. Dạ bữa nay chia sẻ là em sẽ có nhẫn giảm giá cho mấy chế 3 mẫu nữ 200 ngàn bao ship, rất là đẹp xinh lung linh luôn nha. Mấy mẫu đó là hàng độc, hàng đẹp 300 mấy. Chế nào có chia sẻ em sẽ có nhẫn giảm giá cho mấy chế 200 một chiếc bao ship. Dạ, mấy chế thương em chia sẻ hộ em. Tối nào em cũng có hàng giảm giá cho mấy chế một hai thứ nhẫn nha. Bữa nay cũng có nhẫn, còn nhẫn nam giảm giá. Nhẫn nam mẫu mới rất là đẹp nè mấy anh ơi, trên tay em đang đeo nha. Đẹp xuất sắc luôn, có 320 ngàn một chiếc em bao ship nha. Dạ, dòng lưới hơi rộng có đổi lại được chứ em, đổi lại được chứ em, dòng lưới đẹp xuất sắc luôn đúng không, kim thoa chứ cho đổi mà, chứ cho đổi hết, rộng chật không vừa cho đổi hết nha mấy chế. Bên em bán cái hộp có địa chỉ, con chạy lên lấy mấy cái hộp lại thôi cô, con có địa chỉ số nhà trên cái hộp hết, cứ không vừa chặt rộng cho mấy chế đổi nha, không có sao hết trơn. Dạ hơi rộng tí xíu thoải mái em, dòng lưới hơi rộng chút thoải mái nha, dòng lưới hơi rộng là ok. Dạ mấy chế đợi em cái nha. Bông dài màu cam này là 300 nha chị. Dạ bông dài màu cam 300. Con ơi chạy em. Đợi em cái nha. Dòng lưới 600 nha mấy chế. Dạ đợi em cái. Mấy chế thương em đợi em cái. Em mở máy lên cái. Rồi. Chia sẻ tặng một bộ trang điểm và thêm một chai dầu thơm nha mấy chế. Dạ một bộ trang điểm và một chai dầu thơm mấy chế ơi. Dòng bộ em đang đeo là bảng 6 ly mấy chế, nhìn nè đó, cái này 9 chiếc. Chế nào thích mua 2 chiếc cặp em bao ship mấy chế, lấy thử 2 chiếc đẹp lấy nữa nha. Mẫu này em làm mẫu nào là em mà làm luôn mẫu đó đó mấy chế, thấy cặp đẹp chưa. Dạ một bảng 6 ly
nha, cái này rất là đẹp, rất là đẹp. Dạ, em muốn mua nhẫn nam trên tay chị. Ok Nguyễn Sơn ơi, nhẫn nam trên tay chị đây nè em. Con lấy em nhẫn nam hộ cô cái con mẫu số mấy con, mã này mã số 6 đúng không? Mã số 6, mã số 7. Em ơi, đợi chị lấy cái cho em coi liền nha Nguyễn Sơn. Đợi chị may cái 320 bao ship. 320 bao ship. Đây là cô. Mã số 6. Tự nhiên giờ lại mã số 6 hay sao? Tại chị chụp hình. Dạ, chị chụp hình. À, chụp hình có ghi mã rồi. Cái giờ nữa đọc số 1 là sợ lộn. Mấy nhiều chị khách quen với em, mấy anh khách quen mua trên số trên hình đó. Bữa nay em đăng hình lên, em để số trên hình luôn. Thành ra em like đúng trên hình cho mấy anh mấy chị. Dạ. À, bà chủ nói chuyện dễ thương quá. Dạ, ok em ba chú Tàu ơi. Chào ba chú Tàu nha. Dạ, cảm ơn mấy chị đẹp đang xem like em. Cảm ơn cả nhà yêu nhiều lắm. Dạ. Em hàng nhiều lắm mấy chị ơi. À, định like sớm cho mấy chị coi cỡ. Like sớm mà không được, không kịp. Tại làm suốt vậy đó. Đó là em ơi, cái mẫu này là mã số 6 chị có 3 màu. À, bây giờ cho em coi nha, màu xanh nè. Xanh biển đậm á, xanh biển đậm là một ha. Rồi màu đen nè, một chiếc 320, dài hết cái lóng tay luôn. Nè, đeo chiếc này là đẳng cấp luôn, chiếc này mà đeo dằn thiệt nha, ít nhất là cỡ 700.000 tiền công. Chiếc này có 320 thôi. Đó. Rồi, màu đỏ nè. Màu đỏ nha. Màu đỏ nghe mấy chế, đỏ nè. Rồi màu đen và xanh có 3 màu nha. Em đẹp trai ơi, lấy có cho chị Mai số điện thoại 320 có đủ mi. Đó, có đủ ni luôn, anh nào hơn 100kg em có luôn, 150kg em có luôn. Dạ. Em cảm ơn chị Trần Liên. Dạ. Em cảm ơn mấy chế đẹp. Đẹp lắm, đồ đẹp lắm mấy chế ơi, cái gì cũng đẹp hết trơn. À rồi em ơi, nhẫn đó là mã số 7 nha chùm chị. Còn nhẫn mã số 8 là nhẫn viên con rồng nè. Đó, mày để gần cho mấy chế coi nè, viên con rồng nè. Mấy chế đẹp ơi, thấy em gõ không mấy chế? Thấy gõ, thấy tối nhiều không báo giùm em. Em biết được, em like cho mấy chế. Bữa nay chế có mua hàng hơi chậm trễ tí xíu giùm em nha, tại vì Sài Gòn bữa nay dịch dữ lắm rồi. Từ mấy chế với tỉnh cỡ 5 bữa 1 tuần có hàng nha mấy chế, hơi lâu hơn ngày thường tí xíu. Dạ, còn đó, hơi lâu hơn tí xíu giùm em nha. Rồi mấy chế đẹp ơi, chiếc nhẫn này là miên con rồng nha, cũng có màu đỏ nha, màu xanh và màu đen luôn, ba màu luôn. Dạ, chị Bạch Nga em chào chị nha. Dạ, chuẩn vàng 18 không chị? Dạ, chuẩn vàng 18 em Phan Nguyễn ơi. Dạ, chị Mai ơi, em đặt đồ 3 tuần rồi chưa có được hả? Tài lộc mới vượt, phát tài phát lộc. Chị Mai chào em. Em đặt cái gì cho chị số điện thoại chị kiểm tra liền lại cho em. 3 tuần là chắc là nhầm khi bưu tá điện cho em không được hay là sao, nó đem về cho chị rồi đó. Chứ nếu 3 tuần là đi tới nhà em, về tới nhà chị rồi. Có chừng trong chừng 1 tuần tới 10 ngày thôi. Dạ. Mấy chế nhẫn này mã số 8 giùm em nha. Rồi, nhẫn nam đó là có hai mẫu đó là đẹp xuất sắc luôn. Chút bây giờ để lên nhẫn nam hả con? Mấy chế muốn coi gì? Em like nhẫn nam cho mấy chế đẹp nha. Lên nhẫn nam nha. Lên bắn nam bắt đầu mã số 1. Em tối nay em có mấy chế, nó nhẫn này là nhẫn bông mai. Bông mai. Đó, mấy chế thấy rõ không? Nè, để em để trên tay cho mấy chế coi nè. Bông mai 7 màu. Cái này có kim tiền luôn. Đó. Rất là đẹp, 320 giùm em nha. Đây kim tiền luôn, bông mai 7 màu 320 bao ship giùm em. Rồi, chế nào tối nay có chia sẻ là mẫu này. Mẫu 47 trước đây con. Chia sẻ là tối nay sẽ được mẫu nhẫn nữ này, 200k bao ship. 200k bao ship. Đó, mấy chế thấy đẹp xuất sắc luôn nha. 200k bao ship cho cô một cái. Nè, mấy chế nhìn nè. 200k bao ship mã 47 giùm em. Là cái này là tới 300 mấy đó. Em giảm giá cho mấy chị đẹp có chia sẻ 200 nha. Một chiếc này rất là đẹp luôn. Đẹp lắm nha. Để em sẽ đeo lên cho mấy chế coi một chiếc nè. 200k bao ship. Nhẫn mã 47 giùm em. Chế nào có chia sẻ là được bán giảm giá. Mấy chế đeo một chiếc nhẫn này đi đám đi tiệc đi chơi đeo. Đó, mình mua để dành 5 năm, 10 năm, 20 năm cũng đeo được. Đồng của em là mấy chế không bao giờ bay màu. Đeo vĩnh viễn nha, chuẩn vàng 18 miền Tây mình, rất là đẹp. Chiếc nhẫn này là chế nào có chia sẻ được có 200 ngàn thôi, rẻ hơn tiền công của vàng thiệt luôn. Mấy chế nhìn nè, 200 mã 47 cho em, có chia sẻ nha.
Rồi mã 48 đi cô. Mã 48. Bữa nay em giảm 3 mẫu nhẫn nữ cho mấy chế chỉ có 200 ngàn thôi. Chế nào biết ghẻ lấy. Rồi mẫu này là mã 48 giùm em. Mã 48 giùm em. Mẫu chiếc lá. Chiếc lá này bình thường mấy chế nhìn em, mấy chế mua shop bên em hoài là mấy chế biết giá bao nhiêu luôn nha. Nè đó, chiếc lá đẹp ơi là đẹp luôn. Giảm giá cho mấy chế. Chế này nào thương em chia sẻ một nút chia sẻ thôi là được. Chế nào thích chiếc nhẫn này là mã 48 chỉ có 200 ngàn thôi. Đó, rẻ hơn tiền công luôn. Mấy chế coi cái sòn đó coi. Công thợ gắn cái sòn không hơn 200 ngàn rồi. Nhưng mà đồng bên em mấy chế đeo thường mấy chế biết rồi. Rất là đẹp nha. Dạ, mã đó là 48 giùm em. Còn mã này là mã 49. Tối nay em sẽ giảm 3 loại nhẫn nữ này là đồng giá 200. Chế nào thích lấy mẫu 47, 48, 49. Đó, mẫu này là mã 48. Chiếc lá. Còn mẫu này là đó, cũng chiếc lá luôn mà 7 màu. Màu hồng, màu xanh và màu trắng. Rất là đẹp luôn. Rồi, con sẽ lấy một chiếc màu trắng cho cô đeo cho mấy cô coi. Dạ, đẹp xinh lung linh nha mấy chế. Chiếc này 200 giảm giá. Đó, chế đẹp nào thích đẹp, thích ghẻ, thích nhẫn cái phone dài bự thì lấy chiếc này. Chiếc này là mã 47 giùm em, có 200 ngàn. Shop em có đủ ni cho mấy chế. Mã 47, 200 ngàn có chia sẻ cho chị luôn như mối. Dạ, đó, mấy chế mối em không à. Thế nào đeo trang sức của em là đeo mãi mãi của shop em luôn. Đeo rồi nghĩ đeo vàng thiệt, tháo vàng thiệt cắt lên luôn. Đeo vàng này có 200 ngàn. Càng ngày càng bóng, càng sáng, càng đẹp. Khỏi sợ mòn, khỏi sợ hao, khỏi sợ dị sinh. Giữa xì bông trà chanh đại nó sáng. Dạ, mấy chế đẹp ơi. Chiếc này là 49 đó không? 49 giùm em nha. Chiếc này là 47 giùm em nha. Rồi, chiếc này là 49 nè mấy chế. Chiếc lá này 49 có 200 ngàn thôi nè. Đó, em đeo lên cho mấy chế nhìn nè. Đẹp chưa? 200k dài hết lóng tay. Chế nào thích đeo bự lấy chiếc này. Dạ. Dây bự chị đang đeo là dây này là dây kim tiền. Đó, vừa lắc tay có 600. Vừa lắc tay 600. Bữa nay em sẽ làm dây cho mấy chế đẹp luôn. Đó, đẹp ơi là đẹp. Đây để em xem. Con nha nha, con phun xuống mấy con đậm trong đây nọ cô đây cũng gia đình cho mấy cô coi. Dây kim tiền 1.8 em, lắc tay 600. Cho cô có lắc tay luôn nha cha. Dòng em đang đeo là dòng này là dòng dòng kim, dòng bông mai kim tiền giống nhẫn này mấy chế. Mấy chế có thích dòng này mà đặt làm hột màu không? Dạ, nhẫn em mới làm hột màu thấy đẹp quá trời luôn. Em đang làm mặt dây chuyền hột màu nha. Mấy chế đợi vài ngày để em có nha. Dịch quá rồi. Dịch quá rồi mấy chế ơi. Tất cả là Sài Gòn đóng cửa hết trơn rồi. Đóng cửa hết trơn rồi, tiệm nào cũng đóng cửa hết trơn. Cái con nọ màu trắng không? Con nọ màu trắng. Dây chuyền chị đeo là có 1.8 triệu. Em có thích á, lấy dài 4 tấc 4 cộng chị đeo là 4 tấc 8 á. Em có thích lấy 4 tấc rưỡi. Đó, chiều nay kêu thợ nó gắn đại lên cho chị, nó nói chị ơi em đo đại 4 tấc 8 nè. Rồi em có thích lấy mấy tấc lấy nha mấy chế ơi. Cộng dây chuyền này là cộng dây chuyền kim tiền nha mấy chế. Dạ, 4 tấc rưỡi, 4 tấc 8, 5 tấc 5 tấc rưỡi, 6 tấc. Mấy chế muốn lấy mấy tấc lấy, cộng này là bao đẹp luôn. Đó, mấy chế đeo cộng này rất là sang, đeo cộng thôi đủ tiền rồi. Một cái lắc thì 600. Để em kêu giá em lấy lắc lên cho mấy chế coi. Cái lắc 600 cộng dây nọm màu trắng, mấy chế thấy nó hơi khó thấy đúng không? Vậy là chạy lấy con nọm đen con. Con nọm đen ở chỗ cô ngồi hồi sáng. Cái lắc 600 nha. Cái lắc này là lắc kim tiền giùm em, cho nó dễ, cho nó phân biệt. Mấy chế đừng lộn nè. Em để cho cái lắc cho mấy chế nhìn dễ thấy nè. Đó. Mấy chế thấy rõ không mấy chế ơi? Mấy chế thấy rõ không? Mấy chế đang xem em thấy rõ không? Có dây nhỏ không chị? Dạ có chứ. Dạ chị. À, lên kiền đi con. Dạ kiền bên em có 2 mẫu à. Kiền bên em có 2 mẫu. Dạ chị Phúc Thị cho thương thợ. Dạ cảm ơn chị. Lắc tay kim tiền 600. Dây em đeo là cộng này có 1.8 triệu thôi nha mấy anh mấy chị. Anh nào đeo cũng được, chị nào đeo cũng được. Mấy chị nữ mình làm như cái kiền rất là đẹp. Cộng này của em nó hơi dài tí xíu đó. Mấy chế làm chừng cỡ 4 tấc rưỡi là ok. 4 tấc rưỡi là cỡ vậy nè. Đó, chiều nay thợ của em đã làm 4 tấc 8. Nãy nó báo rồi. Dạ, mấy chế cứ tại em cứ làm đeo cho mấy chế xem. Dây kim tiền 1.8 triệu. Chứ đẹp nào lấy mặt mẹ quan âm. Bữa nay em chưa có hột đỏ luôn, làm chưa kịp luôn. Chế nào lấy mặt mẹ quan âm này là lớn bự nhân mấy chế. Mặt mẹ quan âm to luôn, 380 em bao ship. 380 em bao ship. Rồi. Chế nào lấy cái mặt bên em rất là nhiều. Cho cô cái mâm mặt con.
Trái nào lấy bông bông mà hồi nãy hỏi em cái bông màu cam bông dài nè, màu trắng nè, rồi màu tím nè. 300 nha mấy trái, còn bông giống như em đang đeo có 220 thôi. 220 bao ship thôi. Dạ, 220 thôi nha mấy trái đẹp. Em lên nhãn nam cho mấy anh coi trước nha. Dạ, mấy trái cứ tham khảo đồ bên em. Đó, thấy không? Cái nào cũng đẹp hết trơn nha. Đẹp ơi là đẹp luôn, đẹp xinh lung linh. Rồi trái nào có chia sẻ là nhẫn này, em có 3 mẫu nha. 47, 48, 49 đồng giá 200. Đồng giá 200. Anh chị nào có thương em chia sẻ nha. Rồi em sẽ quay nhẫn cho mấy trái coi nha. Cho cô nhẫn kia đi coi. Nhẫn rất là đẹp nha mấy trái. Nhẫn bên em nhiều lắm. Rồi, em sẽ lên nhẫn nam cho mấy anh coi trước nha. Nhẫn nam cho mấy anh coi trước. Đó, mấy chị cứ coi nhẫn nữ bên em. Nhiều mẫu đẹp lắm. Trái nào lấy nhẫn này là nhẫn kim tiền giùm em. À, bông mai kim tiền 320 hộp 7 màu giùm em nha. Còn ngồi nó đẹp. Hồi tối em mới quay lên mà mấy trái điện mua quá trời. Trái nào lấy dòng semen mẫu mới giùm em. Bản 6 ly. Đẹp. Đẹp. Đẹp dữ lắm. Nè mấy trái nhìn nè. Phá hộp. Phá như dòng thiệt nha. 800 một bộ. Trái nào lấy cái mâm đâu rồi con? Cái mâm semen đâu rồi? Cái đẹp nào có lấy mà hai chiếc á thì 250. Shop em bao ship luôn. Mấy trái thử lấy heo hai chiếc đi, đẹp lấy nữa. Rồi, em gì hỏi cộng dây chuyền cho Mai đang đeo nè. Đó, chị để lên cái con động màu đen cho em dễ nhìn tí xíu. Rồi, cái cộng dây chuyền này anh nào đeo cũng đẹp mà chị nào đeo cũng đẹp nha. Cộng này nó không có nặng nha. Cộng này là em làm bụng. Làm bụng. Rồi, em cho anh chị coi ở sau bên trong luôn. Đó, bên trong luôn nha. Phá hộp. Cộng này là mình đeo ok đẹp luôn. Ôm cổ rất rất là đẹp. Phá hộp nha. Đã bản bự không có làm phá tròn được. Cộng này có 1.800.000 thôi. Đó, có 1.800.000 thôi. Chị nào thích lấy cả 4 tấc 3, 4 tấc rưỡi, 4 tấc 8, 5 tấc, 5 tấc rưỡi, 6 tấc. Shop em sẽ làm cho anh chị được hết nha. Cộng dây chuyền em đang đeo là cộng dây chuyền kim tiền 1.800.000, lắp tay thì 1.000.000, lắp tay thì 800, xin lỗi lắp tay 600. Lắp tay 600 nha anh chị. Rồi em lên nhẫn nam liền nha, em lên nhẫn nam liền. Lắp tay 600 giùm em lên nhẫn nam cho mấy anh liền nha. Mã số 1 thôi con. Mẫu nam mã số 1 đi con. Con đưa nhẫn nam đó lên con. Em anh chị nào có thương em chia sẻ là em sẽ tối nay em có giảm giá nhẫn nam này cho anh chị vẫn còn 250 nha. Đó, đúng rồi. Nhẫn này 380 em giảm cho anh chị 250 nha. Nhẫn này là nhẫn đất ai nam mô Phật à, nữa rớt hoài. Nhẫn này là nhẫn rồng và nhẫn châu, đẹp lắm nha. Chiếc này em bán mất mấy ngàn chiếc, anh nào cũng mê hết nha. Nhầm chị nữ đeo hai chiếc luôn. Rồi, chị nào cứ lấy nhẫn này là 250. Rồi, em lên nhẫn nam trước cho anh chị nha. Lên dây chuyền hả? Lên dây nhỏ hả? Dạ, lên dây dòng lưới hả? À, dòng lưới có chị, dòng lưới, nhẫn lưới có. À, dòng lưới thì dây và dòng lưới nhẫn 100. Dạ. À, dòng lưới á chị, dòng lưới thì 600. Trời ơi, dòng lưới bên đây nhiều lắm. Dòng lưới bên em là 600 nè. Dòng lưới 600 chị, nhẫn lưới 200. Nhẫn lưới 200 nha. Dạ, dòng lưới 600, nhẫn lưới 200. Lấy hai bộ semen 6 ly ly 58. Dạ ok chị Thúy Nguyễn, trời ơi nó đẹp lắm. Cái mẫu này em nói mấy trái ơi, em làm đủ đi em mới dám lên bán. Nè, em đeo có 9 chiếc nè. Em đeo có 9 chiếc thôi. Đẹp lắm. Chị đẹp nào lấy thử hai chiếc bên em đi. Dạ. Lấy thử hai chiếc bên em đi, 250. Đeo hai chiếc thôi là ok đẹp luôn. Đeo hai chiếc thôi. Nè. Con mở cái chiếc dòng phá hộp hộ cô em cái chiếc này hộ cô cái. Dạ. Mấy trái ơi, dòng lưới bên em mấy trái nhìn nè. Chiếu sáng lấp lánh luôn nha. Đó, em bán mấy ngàn dòng chỉ khách nào cũng mê hết. Không chỉ khách nào mà nhận cái dòng này mà chê hết trơn nha. Vừa đeo rất là đẹp. Đeo vĩnh viễn không bao giờ bay màu, đeo cả đời luôn. Rồi, cái đẹp nào lấy nhẫn lưới nè. Đó, bên em có khắc máy mấy trái thấy nó đẹp không? Chiếu luôn á. Chiếu sáng lấp lánh luôn á nha. Đó mấy trái nhìn nè, dòng lưới và nhẫn lưới giùm em. Dòng semen nè, chạm máy mấy trái nhìn cái nó đẹp nè, như vàng luôn á, không ai nhận ra là đồng đâu. Em bao mấy trái đẹp luôn, mấy trái mua trang sức bên nhà em là mấy trái ghiền nha. Rồi, cái dòng cặp của em đang đeo là phá hộp dư dằn thiệt nha mấy trái. Đó, hai dòng có 250.000 thôi. Em bán chia ra lẻ cho mấy trái đẹp luôn, em bao ship cho mấy trái luôn. Trái nào chưa từng mua trang sức bên nhà em
thì cứ lấy hai dòng này thử, mai mốt mua nữa đó, đẹp chưa? Hai dòng máy trái đeo cũng được luôn nha, hai dòng đó, hai dòng, hai dòng. À, alo chị Julin, em chào chị yêu, em chào chị Julin. Dạ, điện thoại không nghe máy hả? Có chứ. Ủa, tụi con, có Julin điện thoại không nghe máy? Alo chính đó nào dữ? Sao con giữ alo chính? Con chạy qua bệnh. Chị Julin đang điện hả chị? Chị yêu, con rút cái điện này ra hộ cô con. À, cháu nó đang nghe máy chắc bị kẹt á chị. Không, lúc nào cũng nghe máy mà. Dạ, đợi cái cháu nó chạy qua lấy máy nghe chị Julin. Ok chị nha. Dạ, đợi em tí xíu. Dạ, một bộ 54 em có đủ đi chị Thanh Thí. Dạ em có đủ đi. Mấy trái dòng dòng này 800 nha mấy trái. Chị Julin ơi, dòng cement mẫu mới nữa nè chị yêu. À, cái mẫu này là bản bự á chị, 6 ly 800.000. Nè, mấy trái ơi, rồi nó chiếu sáng lấp lánh nè. 2 chiếc 250 em bao ship nha. Tối nay em làm nhiều lắm. Em làm đủ đi em mới lên bán cho mấy trái được. Bởi vì mấy trái hỏi dòng mẫu mới. Em sẽ đang làm mẫu nữa. Nhưng mà chừng nào đủ đi em mới bán cho mấy trái. Nè, bữa nay làm đủ đi luôn nha. Bữa nay làm đủ đi luôn. Rồi, cái đẹp nào cứ lấy đủ đi hết nha. Bên em làm đủ đi cho mấy trái hết. Nè mấy trái nhìn nè. Mấy trái nhìn nè. Ồ nó đẹp. Không đẹp không lấy tiền nha. Mua trang sức nhà em một lần, mua mãi luôn làm cho em. Em bán đó mấy chị khách ở Mỹ không đó. Chị Julin ở Mỹ đó. Chị mấy chị em ở Mỹ nhiều lắm. Dạ. Ở bển mấy chị đeo hộp sò không á, mà không đeo nó đeo đồng em, mấy chị mê đồng em lắm. Nè. Nha mấy chị. Hai. Cô Julin nói gì? 9 chiếc đi 52 à? Ghi sổ liền đi con. Ghi luôn. Dạ. 9 chiếc đi 52. Ở Mỹ á chị, mấy chị. Ai da mô Phật ở Mỹ mà thích đồ đồng em lắm. Mấy chị giàu lắm. Dạ mấy chị ơi, em lên Nhẫn Nam nha. Chia sẻ hộ em sẽ tặng, em sẽ tặng một bộ trang điểm nha. Bộ trang điểm và thêm một cái chai dầu thơm 5 phần nha mấy chị. Dạ chào Thanh Trang Phạm ơi, chị Mai chào em. Lâu như người đi bản mã 48. À chị Long Dương lấy nhẫn mã 48. Ok chị. Nhẫn mã 48 là chiếc nhẫn em có để mã rồi. Dạ chiếc dài coi bốn mấy con. 48 là nhẫn chiếc lá. Ồ mấy chế thương em chia sẻ là được nhẫn này có 200k nha. Rồi anh đẹp trai nào mà thương em chia sẻ là được nhẫn này có 250 nha. Còn bình thường em bán tới 380 nha mấy anh mấy chị ơi. Dạ bữa nay có chia sẻ là được giảm giá nhẫn nam mà được giảm giá nhẫn nữ. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lên nhẫn nam cho anh nào có chia sẻ nè. Đó, nhẫn này là nhẫn đẹp lắm nha. Kỳ hưu mà có kim tiền luôn. Cái phone sáng giới bóng thế luôn nha mấy anh ơi. Chiếc này em bán rất là nhiều, cỡ mấy ngàn chiếc. Mấy chị nữ khách bên em cũng mua luôn, rất là đẹp. Dạ, dòng lưới 600 em ơi. Dương Kim ơi, dòng lưới 600 nhẫn lưới thì 200 chiếc bao ship hết nha. Dòng lưới là bao ghiền luôn, không biết làm bao nhiêu ngàn chiếc luôn đó. Nè khách chị nào cũng mê nha, chiếu sáng lấp lánh nghe mấy chế, dòng lưới chiếu sáng lấp lánh nha, đó chạm khách máy không mấy chế ơi nè, mấy chế nhìn vòng em nè, ha rất là đẹp, dạ dòng lưới 600 nhẫn lưới 200, dòng lưới bên em có đi 46 đến đi 65, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, chị nào hơn 100kg dòng lưới em có luôn, mà cũng có 600.000 luôn, em bao ship, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi trả tiền nha mấy chế, bữa nay á. Shop em bị nhiều shop ăn cắp đơn lắm. Mấy cái coi hàng kỹ trước khi trả tiền. Bên em là có để cái hộp, cũng có ký hiệu shop em luôn. À cái hộp đâu rồi con? Cái hộp cũng có ký hiệu shop em luôn. Rồi cho cô. Mấy cái mua hàng bên em kỹ dùm tí xíu dùm em nha. Cái hình này là của em nè, địa chỉ nhà của em nè, cái này là giấy phép kinh doanh nè, em có mộc, có mã số thuế là cái mộc đỏ này của nhà nước cấp cho em luôn, tất cả đơn hàng nào em cũng có cái mộc này là của shop nhà em, không đen không phai nha. Đồ của em là đồ đồng mấy chế, càng đeo càng bóng càng lên nước, bán một lần mấy chế mua mãi mãi nha đó. Còn mấy chế sở cấp đơn là đồ si đồ phai, mấy chế đeo vài ngày nó phai nó đen, còn đồ đồng em không bao giờ đen không bao giờ phai. Chiếc nhẫn là em bỏ vô trong cái hộp này, có địa chỉ nhà em trong đây luôn. Gọng chặt em sẽ cho mấy chế đổi. Dạ, em bán em có trách nhiệm hết nha. Rồi mấy chế cứ yên tâm mua đồ em. Đó,
shop Bình Mai em có địa điểm địa chỉ hết. Con lấy cái kiền, nãy có cô nào hỏi kiền con. Dạ chị Du Liên đây. Em ra mô Phật gớt xuống xong. Chị mặt mẹ quan âm to anh mới làm xong nè chị Du. Dạ em có đỏ và xanh luôn. Đỏ thì 1-2 ngày nữa em làm xong rồi. Mấy chế mua dòng xi men bên em cũng có cái hộp nha. Cái hộp có địa điểm địa chỉ nhà em luôn nha mấy chế. Trên đây hết nha. Gọt chập sẽ cho mấy chế đổi hết. Không vừa cho đổi. Shop em có cái hộp này. Mấy chế 10 năm cũng còn địa chỉ, còn số nhà em. Em bán 7 năm rồi. Chị Du Linh mua của em mấy năm rồi đó. Bên Mỹ mà mua mấy năm rồi đó. 2-3 năm rồi đó. Phải mới mua đây á. Dạ mấy chế nè. Cái kiền là đựng trong cái hộp nhung này. Có địa điểm địa chỉ nhà em hết nha. Rồi. Rồi. Em mà hỏi kiền á em ơi. Kiền nè. Kiền nè. Cho cô kiền này là 520 bao ship em. Còn kiền này 450 bao ship. Bên em một cái nhẫn 100.000 cũng bao ship. Nè, lấy nhẫn 48 đi, 8 địa chỉ cũ. Dạ ok chị. Ok chị, Tha Nguyễn. Dạ ok chị, cho số điện thoại giùm nha chị. Cho số điện thoại lên ngày mai. Nhân viên đã sẽ điện cho chị. Xin số ký chị cao. Có số điện thoại mơ chạy đơn ra được. Rồi, mấy chế ơi, kiền 450 và kiền 520 giùm em nha. Rồi, cho cô một cái mặt nào, cô đeo cái kiền lên cái con. Kiền nha mấy chế ơi, kiền 450 và kiền 520. Đồ nhiều lắm mấy chế. Cái mặt nào màu tím qua cà đi. À, đeo cho mấy ông tà mấy ông theo đi. Kiền 520. Dạ, đợi em cái em lên nhắn nam liền. Rồi, lên nhắn nam liền. Dòng chế đang đeo mẫu mới đó, lấy đi 6 ly, đẹp xuất sắc luôn, chứ đeo có 9 chiếc thôi nè. Về làm vừa rồi xong chồng vô đại mấy chế ơi. Em đeo tới em đeo có bữa nay em đeo có đi 50 nè. Em chồng bộ dòng này tới nay 54 được. Em chồng đại vô, dòng đẹp không đẹp không lấy tiền nha. Phá lửa gà như vàng thiệt. Chiếu sáng lấp lánh nha mấy chế ơi. Đồ em là mấy chế chỉ có mê thôi. Đeo ngày thường tắm rửa thoải mái, cà xà bông xiên chừng nào đẹp chừng đấy. Rồi em sẽ lên nhắn nam cho mấy anh liền nha. Mấy anh đợi tí xíu nha. Rồi đây cái kiền mặt màu tím hoa cà nó đẹp. Cái mặt này 400.000, sòn đá to bự nha, sang lắm. Đây em có để trên đây nè. Rồi em sẽ là nhẫn nam mã số 1 giùm em. 250 bao ship. 250 bao ship. Anh nào có chia sẻ là được giảm giá. Chiếc nhẫn này là tới 380. Đặc biệt cho anh chị nào có chia sẻ là 250 bao ship nha. Đó, đẹp xinh lung linh luôn. Rồi mã số 1 giùm em. 250 bao ship. Nó cho sản nhẫn con ơi. Nhẫn mã số 2 y như mẫu hoa hết đi con. Rồi mã số 3 nhớ không nè. Chiều nay chưa có sản nhẫn nào. Dạ mấy anh ơi, nhẫn này là nhẫn con voi nha. À xin lỗi con trâu. Năm nay năm con trâu nè. Con trâu có kim tiền trên nè. Xung quanh con trâu có kim tiền nè. Chiếc này 380 giảm 250. Đặc biệt cho anh chị nào có chia sẻ nha. Đeo một chiếc mãi mãi cả đời không đen không phai. Dạ, Tina Nguyễn cho số điện thoại. Dạ cảm ơn nha. Dạ mấy chế đẹp thương em chia sẻ. Em sẽ tặng quà nghe mấy chế. Một chai dầu thơm và một bộ trang điểm. Dạ, lấy lắp kim tiền đi chị. Lắp kim tiền là chặn ly rơi 600 em. Lấy dây chuyền không? Dây chuyền đẹp xuất sắc luôn, 1.8 triệu. Đã lắm, đẹp lắm. Thấy em không chị Trần Ly, Quyền Trần Ly chị Mai chào em nha. Lắp kim tiền 600 em. Lắp kim tiền 600. Rồi, lắp kim tiền 600. Nhẫn con trâu 250 mã số 2 giùm em nha. Mấy chế ơi, mua tặng ông xã mình chiếc kìa mấy chế. Bữa nay dịch lại mua chiếc nhẫn này mà nếu dằn thiệt nó là cũng 2 tỷ mấy thì nó cũng 7-8 triệu rồi. Có 250 ngàn thôi. Dạ, mặt tím có trắng không chị? Dạ có chứ, 400 em. Có trắng to bự đẹp lắm nha. Nè, mặt dây chuyền chị đang để nè, em nhìn địa coi có chiếc nào được chị lấy, cái nào đẹp được chị thích chị lấy lên cho coi. Dạ, chiếc này là 250 nè mấy anh ơi. Đẹp chưa? Mã số 2 giùm em nha. Mua tặng ông xã mình chiếc mấy chế. Không đen không phai. Đeo mãi mãi nha, đeo vĩnh viễn. Xuân hạ thu đông bốn mùa, mùa nào cũng đeo được hết. Đeo đi mò cá cũng được hết. Mấy chế chứ Cà Mau chị Mai nhẫn chị em đeo đi mò cá cũng được luôn. Rồi, nhẫn số 3 em có hai màu. Màu này là màu xanh lá nha. Xanh lá. Đó, xanh lá nha mấy chế, xanh lá nha. 300 tối quá chị ơi. Tối lắm hả chị? À, chị Nguyễn Hạnh ơi, cảm ơn chị. Tối lắm rồi. Tối lắm mấy chế, coi em thấy tối lắm hả mấy chế? Tắt cái đèn ở bên kia đi con. Tắt cái đèn bên tủ bên. Tắt cái đèn bên tủ ở sau lưng của con bé. Mấy gì? Tắt cái đèn bên đây để nó không biết nó hút nữa.
Cang Nguyễn, chị Mai chào em. Không có gửi đồ cho em đây chị nữa. Chưa gửi nữa hả? Tiêu rồi. Kiểm cho chị số điện thoại chị kiểm tra liền ơi. Cho chị số điện thoại chị kiểm tra liền ơi. Dạ, mặc màu tím có trắng nha cha. Cái mặc màu trắng này cô đang đeo có màu trắng này cho cô gì coi con. Em ơi có em. Có nha, chứ có dòng giống vậy luôn. Có dòng luôn. Mua mà không gửi, gửi chứ có đó. Đừng nó bơm hàng chết cha. Có gửi cho. Mua mà không gửi đừng nhận chết có. Cho chết xong tội chứ kiểm tra liền. Chứ kiểm tra máy liền. Rồi nhẫn nam này mã số 3300 nha mấy anh ơi. Bao ship nha. Bên em có đủ size đủ đi. Anh nào thích màu đỏ thì lấy màu đỏ em nè. Anh nào thích màu xanh lá thì có hai màu thôi nha. Nhẫn này có hai màu. Mẫu này là mã số 3 giùm em nha. Mã số 3. Trang Nguyễn ơi, cho chế xong thoại con. Cho xong thoại. Đang kêu cháu lấy đồ. Tỉnh từng tưng nữa. Mã số 4 hả? Phải không nàng? Số 4. Số 4 hả? Phải không? 300 phải không? Hay em gửi. Phải không nàng? Chẳng mã số 4 em đi. Cái này màu xanh nha. 300 hả? Nhẫn này màu xanh nè, đó rất là đẹp nha. Xanh này giống tựa như cẩm thạch vậy đó. Mẫu này 300 mấy anh rồi. Mã số 4 giùm em nha. Mã số 4. Chút xíu em la nhẫn dễ tiền cho mấy chế mấy anh coi nha. Rồi chiếc này mã số 5. Chiếc này mã số 5 nhẫn chữ cước nè. Dài hết cái lóng tay nè. Mấy anh thấy đẹp chưa? Đó, rất là đẹp. Kiểm tra số điện thoại Khang Nguyễn lại giùm chị, giùm cô liền coi con. Khang Nguyễn mới ruột 7 năm mà đó. Đừng nhận chị. Em mới ruột 7 năm đồ chăm sóc em đó. Khang Nguyễn ơi, để chị Mai kiểm tra liền. Sorry em. Đừng nhận chị Mai nha, để chị kiểm tra liền. Rồi, nhẫn này 300 nha mấy anh ơi, đẹp lắm nè. Rất là đẹp luôn. Chiếc này có 300 nha. Mấy anh nào không thích có sòn có gì thì lấy chiếc này. Chiếc này em có chữ phước, có sòn nữa nha. Chiếc chữ phước này là chữ không, không có sòn. Sang chảnh đẹp luôn. Chiếc này là mã số 5. 300 ha. Mã số 6 nha cha. Mã số 6 có chưa con? Bích mã số 6 không con? Nhớ không? À. Mã số 6 mới vừa rồi, không mới. Chia sẻ em tặng 2 phần quà nha mấy chị ơi. 5 phần mà mỗi phần là 2 món, một chai dầu thơm và một bộ trang điểm nha. Bộ trang điểm. Chia sẻ tặng quà nha mấy chị ơi. Chia sẻ tặng quà nha. Rồi mẫu số 6 đây là 320 giùm em. Chị đang kiểm tra nè, Trang Nguyễn. Có. Đừng có giận chị Mai. Đừng có giận chị Mai. Trần ơi, nàng mối ruột ơi, giận rồi. Trần ơi, đừng có giận. Để chị kiểm tra. Chưa có gửi là ngày mai chị gửi tốc hành liền. Nhiều đơn quá thông cảm giùm chị. Để chị kiểm tra liền. Thấy chưa con? Hả? Cháu chị nó có điện cho em rồi hả? Rồi mà sao không gửi đây mấy nàng? Kiểm tra không thấy luôn hả? Chị kỳ vậy? Kiểm tra không thấy luôn rồi. Cho số điện thoại mai chị điện cho em, chị gửi lại cho em liền nha. Dạ. Mai chị gửi liền. Chị yêu. Hello chị Dương Trung Huệ. Bữa nay em thấy chị rồi. Thương lắm. Bữa nay em thấy chị rồi nè. Em biết chị rồi nè. Đang coi em gái đúng không? Trời ơi thấy thương không? Chị thương lắm mấy chế. Tối ngày hay có làm mà. Hay có làm gì? Làm gì con? Câu câu. Mà làm ngon dữ lắm. Tới trên quận 12 đem xuống. Bữa nay chỗ anh không có cho xuống rồi. Đặt dòng đông. Rồi à, làm rồi à, mà chị không xuống lấy được rồi. Chị, em gửi shipper lên tên cho chị được không? Chị Dương Trung Huệ. Hay để đây đi, vài bữa hết dịch xuống lấy cho nó chắc. Nha. Dạ, nhẫn này mã số 7 cho em nghe mấy chế. Em có đỏ nè, xanh lá nè, và đen nha, ba màu. Mấy anh ơi, mẫu này đẹp lắm nha. Ôi, nó đẹp nè. Sang chảnh đẹp lắm. Mấy anh không thích mẫu này thì shop em đang làm nhiều mẫu đẹp nữa. Bấm nút kết bạn, theo dõi em đi. Có 200-300 ngàn chiếc nhẫn thôi. Đeo không bao giờ mai màu. Chỉnh vào 18, đẹp luôn. Mấy anh đẹp trai mà đeo á. Chiếc nhẫn này mà mấy chị có
bạn gái mở ra coi cũng không có cần gì ngại hết. Shop em có ký hiệu, có đóng dấu luôn, có đóng dấu trong chiếc nhẫn hết, giống như vàng vậy đó. Mở ra coi không có cần, không có ngại gì cái gì trơn nha. Không ai biết là đồng đâu, bảo đảm. Không biết, đeo mãi mãi không bao giờ, đen không bao giờ phai. Tấm giặt thoải mái. Dạ, chiếc này là mã số 7 giùm em. Khách giống như vàng luôn á, khách giống như vàng luôn em ăn. Đeo ok đẹp luôn. Đeo ok đẹp luôn. Chiếc đó là mã số 6 chứ, không lộn nha. 320 bao ship. Dạ. Mấy đứa này nó mơ mộng chị không ngờ. Dạ. Mấy đứa cháu chị bây giờ mấy trái ơi, thông cảm giùm em nha. Thiệt bây giờ dịch đó, kiếm nhân viên thì có, mấy nên lính cũ cũng có đang dịch ở dưới, thì mấy đứa cháu của em nó cũng giỏi lắm, đang chuẩn bị lên mà không bao giờ lên được luôn mấy cháy. Dạ đâu có xe đâu đi giờ, mấy đứa lính này là tần không à. Có nhiều chị khách đi nói với em cười muốn đau bụng luôn mấy cháy, đừng giận em nha mấy cháy, thông cảm giùm em. Ai cũng muốn cái gì cũng tốt cũng đẹp hết, ra đâu có muốn gì mà bị mấy cháy chê đâu, đúng không? Ai cũng muốn làm đồ đồng mà muốn làm như vàng thiệt, phải không? Đúng không? Còn mấy cháy mua hàng bữa nay em muốn gửi cho mấy cháy ngày mai nhận, mấy cháy đeo cho đẹp luôn, đeo đẹp giống vàng luôn đó. Cái gì cũng muốn đẹp muốn ngon hết trơn, đâu có muốn mà dở đâu, mà trong nhà đục chịu chứ giờ biết giờ mấy cháy biết sao bây giờ. Thiệt nhiều cháy lên bình luận em là mấy đứa cháu em quá trời, mấy cháy thông cảm giùm em, đừng giận em nha. Thiệt có chị bình luận, chị Mai á, thì dễ thương lắm, nhân viên của chị Mai á như là cái em nói không được luôn á, thiệt á. Em đưa bình luận cho mấy đứa cháu em coi, em nói trời ơi chết rồi con ơi, tụi con ơi, nhân viên chị Mai á như cái lụng què ta vậy đó. Thông cảm giùm em nha mấy cháu, bữa nay em nói thiệt luôn, trong nhà đục chịu chứ giờ chứ mấy cháu biết nói sao giờ. Ai cũng muốn ngon, muốn đẹp, muốn hay hết, chứ đâu có ai muốn dở đâu, phải không? Ai cũng muốn làm, muốn cho đẹp hết. Dạ. Chị Mai có ship. Cô Mai có ship. Dạ chị. Ok cô Mai cho ship. Bỏ đem cho chị đi. Dạ, ok chị. Ngày mai em nhắn tin Zalo với chị nha. Chị Dương Kim Huệ cho chị đeo đẹp. Hay là chị muốn làm muốn nữa. Muốn cái dòng này nữa. Dòng này em mới làm xong nè, chị thích mẫu này không? Mẫu này thì bản 6 ly. Mẫu này bản 6 ly. 6 ly 800 ngàn bộ à. Đeo 9 chiếc là ok đẹp nha mấy cháy. Bản 6 ly à. Dạ. Bác hỏi sao không trả lời. Dạ em mới thấy á, Quách anh rồi, anh Quách rồi. Mới thấy em trả lời liền nha. Dạ em trả lời liền. Dạ, mấy anh ơi, mấy anh đẹp trai ơi, chiếc nhẫn này đẹp lắm nè. Đó, nhìn một chiếc thôi là bị nghiện liền nha. Có 320 ngàn thôi. Chẳng dòng nam này em có 3 màu nha. Đỏ nè. Đó. Em quay chậm chậm cho coi nha. Rất là đẹp nha. Đó, đẹp. Ôi là đẹp luôn. Rồi, chiếc này là mã số 7 giùm em. Mã số 7 giùm em. Có 320 thôi. Bao ship nha. Bao ship. Rồi, chứ đẹp nào có thích chiếc này nhỏ nhỏ xinh xinh. Dạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Kha Nguyễn ơi, Mai chị Mai điện lại cho em nha. Thông cảm giùm chị Mai. Chưa nhận hàng bữa giờ lâu luôn hả? Em đặt cái kiền đó đúng không? Nàng công chúa của tôi thì đừng giận chị Mai nha. Có số điện thoại mời chị Mai điện cho em liền. Mời chị Mai sẽ điện trực tiếp cho em luôn. Dạ, chiếc này là mã số 8 giùm em, chiếc sòn. Chiếc sòn là mấy anh người ta nhỏ nhỏ đeo được, mấy chị nữ thích đeo cũng được luôn nha. Chiếc này thì có 200 thôi, 200 nha. 200 mã số 8. 200 mã số 8. Con ơi, rồi, cái chú chính mẫu nào vậy con? Chú chính hình như là con nhớ chiếc sòn à. Chiếc sòn có sòn. Cái sòn này đúng không? Này đúng không con? Đây, chú chính rồi. Rồi con tìm chiếc chú 10 là chữ lọc đây, đúng không? 10 chữ lọc đúng không? Dạ, chiếc số 9 là mấy anh này. Chiếc chữ Phước này có hàng sòn bên nha. Hàng sòn cái trắng trắng này là sòn à. Đó, dễ thương mà. Ở đây cái sòn nữa nha, bên đây cái sòn nữa. Chiếc này cũng có 300 mà. Chiếc này có 300 thôi nha. Chiếc này có 300 thôi anh chị ơi. Rất là đẹp nha. Chiếc này 300. Chiếc này 300 mã số 9 giùm em. Chiếc này 300 mã số 9. Này số 10 đúng không? Em like đúng số quá, sợ anh chị mua cái bị lộn tại em có chụp hình. Dạ.
em Su Kim mình, Su Se Kim mình kết bạn. Không ai kết hả? Có em kết Zalo với em, kết Zalo để chị Mai sẽ ok với em nha. Zalo mấy trái cứ kết bạn Zalo với em, ba số này đều có Zalo hết nè. Rồi con số điện thoại chút đơn nè. Bên em bây giờ xài có 3 số điện thoại cho nghe mấy chép. Lúc trước em xài tới 12 số mà mấy chép bị ăn khắp đơn nhiều quá. Bây giờ bên shop em chỉ xài có 3 số điện thoại thôi nha. Mấy chép ơi, 2 số hotline này là bên em chốt đơn. Số này là số gửi hàng. 3 số này đều có Zalo nghe mấy chép. Zalo chính khách nha. Mấy chép cứ kết bạn với em đi. Tí xíu thôi em nghĩ là em sẽ ra, em đồng ý với mấy chép đẹp liền nha. Ba số điện thoại này đều có số Zalo. Bên em bữa nay chỉ xài ba số điện thoại này thôi nha mấy chế, nhớ giùm em nha. Hai số điện thoại này là số hotline. Cái số này là một máy em chia ra cả chục máy luôn đó. Số hotline là chia ra được rất nhiều máy. Đó, hai số điện thoại hotline. Bên em chỉ có xài ba số điện thoại này mấy chế, nhớ giùm em nha. Còn tất cả số nào điện cho mấy chế mua trang sức, nói là bên trang sức em là trang sức đồng mình mai không phải nha, đó là giả mạo, là ăn cắp đơn, là mấy chế sẽ nhận nhầm đồ giỡn nha, nhớ giùm em nha mấy chế, là đồ giỡn nha. Bên em bây giờ xài có 3 số điện thoại thôi, có 2 số điện thoại chốt đơn, 1 số điện thoại để gửi hàng. Rồi em sẽ like thêm cho mấy chế nha. Dạ mấy chế, các bạn 3 số đó đều có số Zalo chính hết. Rồi mẫu này mẫu kim tiền hộp đá đỏ giùm em, 300 bao ship mã số 10. Rồi 300 bao ship mã số 10. Có 11 có mấy gì con? Mã 11 có 200 sòn, mấy chế nữ tay to đeo được nè. Mấy anh nam đeo cũng rất là sang nè. Chiếc này hộp chìm nè. Đó. Nha, mẫu này mã 11. 200 mấy anh ơi. Rồi, lên đại luôn đi con ơi. Lên mâm nào đại luôn đi con. Lên mâm nào rồi, bắt đầu lên đại tiếp đi nè. Dạ. Anh nào có chia sẻ là được nhẫn này 380 giảm 200 nha. Giảm 200. Cho cô cái mầm nhẫn nam đi con. Đưa mầm nhẫn nam lên cho mấy em. Dạ, mấy chế ơi, đồ đẹp. Mấy chế em bán mới không đó. Chị nào mua trang sức nhà em là biết liền ha. Rất là đẹp. Cô cho dòng đá cẩm thạch đi con. Bên em có nhiều mẫu xi men nha mấy chế đẹp. Rất là nhiều mẫu xi men nha. 8 mẫu, 9 mẫu luôn nha. Chế nào có lấy bản bự này thì lấy. 2 chiếc có 250 em bao ship. 2 chiếc có 250 bao ship. Dạ, bên em like không có kịp. Bây giờ em sẽ cho mấy chế coi đồ. Rồi mấy chế có gì trên bot em chụp hình qua Messenger cho em sẽ cho mấy chế coi dòng đá cẩm thạch, chất liệu bằng cẩm thạch nha. Em sẽ đưa lên cho mấy chế coi một cái. Đó. Bằng cẩm thạch nha mấy chế. Bên em là hộp cẩm thạch đeo càng bóng càng lên nước nha. Em không có làm hộp mũ đâu. Hộp sòn em là làm đó. Hộp đá xịn không á. Nè, mấy chế coi nè. Nha. Nha. Hộp này là hộp cẩm thạch giùm em nha mấy chế. Nha, chứ không phải hộp mũ nha. Hộp dòng cẩm thạch rất là đẹp luôn. Dạ. Kiền của chị đeo đó là kiền này là con ơi cho cô cái mặt chữ H mới nãy nó làm rồi đó con. Cái mộc nhiều lắm đó đúng không? Mới làm mặt chữ H đi. Kiền chị đeo là 520 bao ship em. 520 bao ship phá hộp. Thế nào muốn lấy cái mặt giống như em đeo có luôn cho cô mặt con bướm đi, con công đi, công màu tím hoa cà đi. Dạ. Con công màu tím hoa cà, trời ơi nó đẹp nha mấy chế. Nè mấy chế thấy mặt công đẹp chưa? Đẹp nhức nhối luôn. Rồi nè, đồng mà nó đẹp như vàng vậy đó. Có ba màu. Đẹp lắm. Nè em cho mấy chế coi cây điện luôn nha. Chế nào mà thích đeo trang sức to thì em sẽ sức màu đen, đeo trang sức đẹp các bạn với em bấm nút theo dõi em, đang làm rất là nhiều mẫu đẹp nha. Không có thích mấy mẫu này đợi vài bữa nữa, có rất là nhiều mẫu đẹp lắm nha. Rồi mua đồng đeo mấy chế này nó không có phai mà nó rẻ mà đeo được tốt cho sức khỏe mình luôn. Dạ em sẽ like nhẫn cho mấy anh coi tiếp nha. Nhẫn này 200. Có màu xanh nha. Có màu xanh, có màu đen. Dạ đụng chiếc nào like chiếc đó. Rồi chiếc này 200 nha. 200 nha. Rất là đẹp nha. Có 3 màu luôn nha. Rồi chiếc này là mã 12. Mã 12. Mấy chế mua hàng bên em nhận hàng trước khi nhận hàng kiểm tra kỹ giùm em rồi hãy nhận nha mấy chế. Hãy trả tiền nha. Bên em có cái hộp. Nhận hoài luôn.
có địa hình, có địa chỉ, có hộp, có đóng mộc đàng hoàng, ký hiệu, có mã số thế đàng hoàng, rồi hãy nhận, rồi mở hàng ra coi trong cái kiềng đang đeo là có cái hộp này, có địa chỉ nhà. Nghe mấy trái ơi, đúng hàng của em là mấy trái đeo vĩnh viễn, đeo ngày lên nước. Bộ xi men là em để trong cái hộp này đó, nghe mấy trái. Còn chiếc nhẫn thì em để trong cái hộp này, có địa chỉ, có số điện thoại, có số nhà em trong đây hết. Gọn chặt em sẽ bao đổi cho mấy trái hết nha, yên tâm mua. Bởi sợ bay màu, bay màu em sẽ đền 1 đền 10, đen 1 em đền 10, không bao giờ bay màu, vẫn không bao giờ đen nha. Rửa thì bông rửa càng ngày càng bóng càng sáng. Mấy ngày đầu á, chiếc nhẫn này nó về nó có ga ten, cái tay mình nó hơi xanh chút xíu. Bữa nay shop em nghiên cứu làm sẽ đẹp lắm, ít ga ten xanh luôn, ít lắm nha. Mấy trái đeo mấy ngày đầu nó hơi ten cái tay mình chút xíu, tại vì cái này độc. Nếu mà vàng mấy trái mà không thấp tuổi, mấy trái đeo cũng ga ten, cái tay mình xanh xanh nữa nha. Đó, mấy trái đeo rất là đẹp. Rồi rửa xà bông rửa tranh thường, đeo càng ngày càng lên nước không còn miếng ten đồng luôn. Đó, đeo rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ lên mấy chế mua đồ em biết rồi, nhiều chế cũng phải dạy lại em nữa đó. Mai ơi chỉ cách em dạy dạy lại làm sao sao cho nó đẹp nữa đó ha. Chiếc cốc kim tiền 200 nha mấy anh ơi, hộp xanh đen và hộp đỏ, xanh đen đỏ và đen, có 200 ngàn thôi nè, rẻ hơn tiền công mà bao ship nữa nha, chiếc nào cũng bao ship nha. Chiếc này là mã 13, em có xanh và đỏ nha. Rồi mã 13 200. Rồi chiếc này cũng có xanh đỏ luôn. Cho con mâm hộp đá màu này con nghe chơi. Xanh đỏ đen có 200 ngàn nè. Đó, ghẻ đẹp xài bền không mấy anh ơi, ghẻ lắm mà đẹp lắm nha. Mấy anh đeo xuyên xuyên mở ra, mở chiếc nhẫn ra chùi lên cái quần jean mình đang mặc cũng đẹp cũng bóng luôn. Rồi, mẫu này là mã 14. Mã 14 200 luôn nha. Đó, mã 14 200 luôn. 200 luôn. Cốc này khác nữa nè. Cốc này khác nữa nè, có 200 ngàn à, mà nó rẻ mà nó đẹp. Cốc này khác nữa nha, cốc kim tiền đó. Anh nào hộp màu đen lấy màu đen, hộp màu đỏ lấy màu đỏ. 200 luôn nha, 200 luôn. 200 mã 15. Bạch Trung Đàm chị Mai chào em. Dạ à, nhẫn hoa chị đang đeo có bộ không à? Chị Kim Phượng ơi, em chào chị. Nhẫn hoa em đang đeo em chưa có làm bộ chị. Dạ, em mới định làm cái mặt cái dòng đó thôi chị. Cái dòng mà em có cái dòng màu trắng này chị. Mấy chế có thích cái dòng này mà hộp đá màu này thì em sẽ làm nha. Mấy chế thấy đẹp không? Đó, hộp đá màu này đẹp lắm, ở ngoài nó đẹp lắm nha. Hộp đá bảy màu này ở ngoài đẹp lắm. Ở ngoài nó rất là đẹp luôn, sang thật là sang luôn nha. Nè mấy chế nhìn nè. Nên đang làm mặt à, xem nắp kim tiền ok chẳng ly, tại chị Mai lấy cho em. Ê, Yamo Phật ạ, chị Mai lấy cho em liền. Cái gì con hả? Trời ơi, làm đứng tim nha cha. Trời ơi, đang lấy đồ đây là rất mạng đó, là em mất hồn luôn. Đang kiếm cái nắp kim tiền, chạy lại nắp kim tiền rất đâu mất tiêu rồi, hú hồn giúp bạn mà cháu em nó làm không biết được. Dạ ai ra nữa tắt kim tiền này em ơi. Quyền Trần Ly ơi, có 600 ngàn em, tắt kim tiền 600 để gần cho nó chết luôn nha. Cái này lắc bụng nha, tắt kim tiền 600 và có ni 48 đến ni 65 đủ ni cho mấy chế nha. Rồi em sẽ lên nhẫn nam cho mấy anh xem nữa nha, lên nhẫn nam xem nữa. Chiếc nhẫn này là rất là đẹp nha mấy chế. Con lấy nhẫn này lại cái con, lấy nhẫn này lại cho mấy cô coi đâu rồi, đây đặt ra lấy mâm này lại cho mấy cô coi chút. Bây em sẽ cho mấy chế coi cái mâm nhẫn này. Mâm nhẫn này đẹp xuất sắc luôn. Đó, mâm nhẫn đẹp xuất sắc luôn. Rồi, em sẽ lên nhẫn nam cho mấy chế coi. Dạ, nhẫn nam này hai con rồng đâu lại nha, nguyên cái con rồng luôn. Dạ, hộp đỏ và hộp xanh có luôn. Chiếc này cũng 200 luôn nha mấy chế, 200 mã 16. Con kiếm mâm chữ phước cho cô nha trai. Mã 16.
mẫu nhẫn đỏ này đó. 200 luôn, 200 luôn, 200 mã 17. Đúng rồi, con chạy lên cô nãy hình như cô có chết cái ly mật ong dưới gừng ở trên ông rẻ đó, chạy lên chạy lấy hồ cô nha cha. À, để cô đau cổ mà cô lai hết nổi luôn. Dạ, nhẫn này là ba ông phước lộc thọ nha mấy chế, ba ông phước lộc thọ 200 luôn, ba ông phước lộc thọ nha. Đó, anh nào có mà bữa nay có ai bán số đề đâu mua. Đem, tại em muốn nước cái em lại cho mấy chế liền. Ông phước lộc thọ nghe mấy anh này, 200 luôn nha, 200 bao ship luôn, 200 mã 18. Ở này anh nào biết rẻ cứ mua, rất rất là đẹp nha. Còn chiếc này cũng 200 luôn. Đó, bên con rồng hai bên hông nè. Bên con rồng bên hông nè, rất rất là đẹp nha. Đó. Sang lắm nha. Chiếc này là mã 19, 200 luôn. 200 luôn. Cho cô bông ba bông rồng đi nha. Rồi chiếc này cũng 200, em còn hộp xanh với hộp đỏ nè. Nãy mới thấy hộp xanh rồi. Dạ, chiếc này em có hộp xanh nữa nha. Hộp xanh và hộp đỏ 200 luôn. Chiếc này 200 luôn mấy chế ơi. Em Quyền Trần Ly thấy thấy nhắn lắp kim tiền chưa? Ủa nãy giờ cô có cho cô có lắp kim tiền chưa? Đây em ơi, Quyền Trần Ly ơi, lắp kim tiền nè em. Coi lại dùm chế đi, 600. Anh chị nào lấy lắp kim tiền này 600 dùm em nha. Cái bảng này nè, có cái kim tiền, kim tiền, kim tiền. Dạ, 600, 600 ngàn. Có đủ đi, dạ, có đủ đi. Bao đẹp luôn, bao đẹp luôn. Anh chị có mua thương em cho em một phút chia sẻ nha. Tí xíu em sẽ tặng một chai dầu thơm và một bộ trang điểm không đồng. Anh chị nào có đang coi em thì cho cô ba cuốn kinh con. Chế nào có thích đọc kinh mình là tặng cho cha cho mẹ mình, mấy người lớn tuổi đọc rất là tốt mới chứ, thiệt em nói thiệt luôn. Anh chị nào có đang xem em mình có duyên mới là thấy với nhau mới chứ, còn không có duyên không bao giờ thấy được. Tại vì trên cái mạng xã hội trên Facebook rất rất là nhiều nha. Anh chị nào đang xem em đó, đang thấy em con, cái máy trên sao bị đơ luôn rồi con. Đang thấy em có lấy kinh này là em tặng ba cuốn, một cuốn là điện thoại không được luôn hả chị ơi, em đặt hàng chị mà không thấy gọi điện thoại cho em, điện thoại cho em không có được luôn là sao vậy chị? Chờ chị Lan Thanh để số điện thoại giùm Mai đi Lan Thanh, có điện được á. Bên Mai bữa nay chỉ xài ba số điện thoại thôi nha, một hai số hotline và một số điện thoại chính, lúc nào cũng nghe máy mà. Dạ má chế ơi, em tặng kinh không đồng, má chế nào có thích lấy kinh này thì để tặng kinh không đồng, em không có lấy tiền cái nào hết, bưu tá sẽ giao tới nhà tặng nơi cho má chế luôn nha. Ở dưới tỉnh là ở tầng có nghe má chế ơi, bữa nay hơi lâu tí xíu giùm em nha, thì em trừ hao tại vì bữa nay dịch quá trời Sài Gòn, nhà em đóng cửa luôn nha má chế. Má chế ơi đừng có lên, bữa nay dịch nhà em đóng cửa rồi, chừng nào hết dịch hay là nhà em lựa thoải mái nha. Ở bữa thì lúc nào cũng kêu mới chết là nhà lựa bữa nay không dám kêu luôn, đóng cửa luôn rồi. Tặng không đồng ba cuốn, chế nào lấy 6 cuốn, 9 cuốn, 12 cuốn, 30 cuốn cũng gửi không đồng, bao ship hết nha, bao ship. Không mua trang sức cũng tặng, thích đọc là em tặng. Mới chế đọc xong thì mới chế để cho tủ kỹ kỹ, đừng có để đạp hay gách gì mình tội mới chế. Dạ, kinh này rất là tốt cho mình, sám hối cũng rất là tốt, mà chú đề bi cũng rất là tốt. Rồi em tặng không đồng cho mấy cái nha, rồi em like nữa nha. Cái nào có để tặng kinh, để chữ tặng kinh cho số điện thoại giùm em. Tại tặng kinh á là em không có điện thoại nghe mấy cái, không có điện thoại nha. Để cứ để địa chỉ là chút cái máy tự động nó chút đơn, chạy địa chỉ mấy cái ra, chạy địa chỉ ra cho cô cái mâm nào khác khác nữa đây con, chạy địa chỉ ra. Còn cái nhẫn hộp xanh này, em còn nhẫn hộp xanh này 200 luôn rồi mấy chế. Xanh này xanh 7 nha, xanh 7 200.
gồng xanh biển 200 bao ship nhẫn chị đeo nhiêu chị, nhẫn chị đeo nhẫn nam này là 320, nhẫn nữ này nè chị đang quay nè, mới luôn đi, rất là đẹp nha, nhẫn hộp đá bảy màu bông mai kim tiền, đeo chiếc này may mắn mà tiền vô nữa là mới chơi đẹp nha, chiếc này có 320 bao ship, dạ. Ximent có bản lưỡi gà không chị? Chị Mai sai lầm ơi, cái này bản lưỡi gà mà phá lưỡi gà như nhận thiệt mà. Bích mở cho cô một dòng chu con Bích. Ximent này là phá lưỡi gà mới mở giờ bỏ đầu rồi giờ bắt cháu mở nữa. Dạ. Hai chiếc 250.000, nếu mà chế nào lấy một bộ thì 800.000, lấy hai chiếc 200.000. Phá lưỡi gà như dằn thiệt, phá lưỡi gà như dằn thiệt, đeo cả đời luôn nha mấy chế, đẹp lắm nha. Đẹp dữ lắm mấy chế, chiếu sáng lấp lánh luôn nha. Ximen đẹp lắm nha mấy chế ơi, một bộ 7 chiếc 800, hai chiếc 250.000, em bao ghiền bao đẹp cho mấy chế luôn, chiếu sáng lấp lánh luôn. Rồi em sẽ lên nhẫn tiếp cho mấy chế nha. Nhẫn hộp đá dòng này là hộp đá xanh 200 mã 21 giùm em, 200 mã 21. Con người này mã số mấy rồi? Nhẫn con rùa, cái lưng con rùa, cái đầu con rồng, cái đuôi con rồng. Chiếc này 250 nha mấy anh ơi, 250.000 bao ship. 250.000 bao ship nha, mã 22. Mã 22. Rồi, chiếc này con rồng, cái đuôi con rùa. Ủa chiếc này nãy là màu xanh rồi, quên đó. Quên nha, em bỏ chiếc đó lại nha, em quên. Cho con hộp tròn với con Nam nha trai. Mâm tròn với con. Mâm tròn nó ở xinh xinh như thế nào. Rồi em cái lai mâm sọn cho mấy anh có 200.000 nè. Rồi em mấy anh trai đeo cái tấm rửa cái bàn chải trà đậy nè, chừng nào sáng chừng đấy. Dạ. Mấy chế có mua để số điện thoại đi giùm em mấy chế, ngày mai nhân viên lên điện ai dâm vô phật. Chiếc nhẫn sòn này mấy anh này đẹp chưa, sòn hộp ba gết dài hai bên hông nè, chiếc này cũng 200 luôn nha, chiếc này cũng 200 luôn, 200 mã 13 giùm em nha. 23 quên chị nhẫn đi, chị nhẫn nữ hả em Hiền Trương, cho em coi lắc hộp đi chị. Dạ ok, lấy lắc hộp lên cô con. Lắc hộp hả, chứ quên lấy dọc lắc hộp ha. Rồi đợi chị lấy lắc hộp liền. Cô cô đưa cái mâm lắc lên cho mấy cô coi đi con, em nhiều đồ lắm em không lai kịp mấy chế, tối nay em định lai sớm cho mấy chế coi chút xíu mà để nhắn lên con, không lai kịp em. Ủa bị cái này mất hết là một lắc đây rồi, thấp quá hả. Ok, coi giùm em nha. Rồi để em từ từ em like cho mấy chế nha. Rồi nhẫn sòn, hộp vuông nè. Đó, cái hộp tấm ở bên hông. Còn hộp to chính giữa làm cô rất đẹp nha mấy chế, 200 luôn. 200 mã 24. 200 nha. 200 mã 24. Rồi, chiếc hộp đỏ nè. Cũng dễ thương luôn. 200 luôn mấy anh ơi. 200 mã 25. 200 mã 25 nè con ơi. Ủa sao cái máy trên không thấy gì trên người bị vậy ta? Mình ra chơi. Rồi chiếc nhẫn vuông hộp đá màu đen và xanh nha mấy chế. Chiếc này em hết đỏ rồi. Hết đỏ rồi quá. Chiếc này cũng 200 luôn nha. Dạ, 200 luôn. 200 bao ship luôn. Mã 26. Em like 30 chiếc thôi nha. Rồi chiếc
này cũng 200 luôn. Đó, chiếc này rất là dễ thương nè, vừa đeo nè. Mấy anh trẻ trẻ chừng có mười mấy, hai mấy tuổi đeo chiếc này được. Dạ, chiếc này mã 27, 200 luôn. 200 luôn ha. Chia sẻ được nhẫn giảm giá nha mấy chị ơi. Dạ, chiếc này cũng 200 luôn. Có hai hàng sòn hai bên. Rất là đẹp nè mấy chị, màu đen và màu đỏ nha. 200 luôn. 200 mã 28. 200 mã 28. À, lấy cho em một cái lắc. Lấy cho em dây lớn chị đang đeo. Dây lớn chị đang đeo là dây này, dây kim tiền đó em. Có 1,8 triệu mà. Lắc kim tiền 600 nha. Em thích làm mấy tấc thì làm. Em thích làm 4 tấc. 4 tấc rưỡi, 5 tấc. 5 tấc rưỡi được luôn. Dạ, nhẫn này là cá chép quá rồng nha mấy. 4 cái trụ này là 4 cái sòn lên. Đó, 4 cái sòn lên. Cá chép quá rồng nha. Mã 29, 200 luôn. Có đen và xanh và đỏ, 200 luôn. 200 mã 29 rồi. Em lên 30 mẫu nhẫn nam ha. Xong em lên nhẫn nữ cho mấy cái liền. Nhẫn Mỹ nha, nhẫn Mỹ. Nhẫn này nhá nhẫn Mỹ, đồng mà nhá nhẫn Mỹ. Đó, cái kiểu cũng rất là dễ thương. Mấy anh thấy đẹp chưa? Chiếc hộp đỏ và hộp xanh. Đen. 200 luôn. Khỏi sợ sức sòn sức gì hết. Mấy anh thích lấy chiếc này đấy, chiếc nào cũng bao ship hết nha. Rồi, mã 30. Rồi. Chia sẻ được tặng quà nha mấy chị ơi. Chia sẻ được tặng quà. Chia sẻ em tặng 5 phần quà. 5 phần quà một phần. Cái đẹp nào không thích bộ trang điểm Mai ơi, đổi cho chị hai bộ nắp hai màu, một chai dầu thơm. Đổi cho mấy chế luôn nha. Thích bộ trang điểm thì lấy, không thích bộ trang điểm mà tặng quà cũng được, đổi nữa đó. Cái nào mua trang sức em gọn chặt em sẽ bao đổi cho mấy chế nha. Cái hộp bên em là có địa chỉ nhà bên em hết nha. Cái nào nhận hàng mới trả tiền. Có shop khác mới được gặp bằng cấp đơn là cái này, cái cặp giả nè. Đó, nó đinh 12 số điện thoại của em luôn, cặp giả luôn. Còn bên em bữa nay chỉ sử dụng 3 số điện thoại thôi nha mấy chế, nhớ giùm em nha. Bên em bữa nay chỉ sử dụng 3 số điện thoại để điện chốt hàng và chốt đơn cho mấy chế đẹp. Chỉ có 3 số này thôi. 091 848 7872. Số gửi hàng, số 9. Đó. Còn số hotline là 077 63 992, 077 64 992. Bên em bây giờ từ nay trở lên chỉ xài 3 số điện thoại thôi. 12 số cũ bên nhà em vẫn còn xài. Cái nào liên hệ vẫn còn nghe máy hết. Em vẫn còn xài nhưng mà em không có điện chốt đơn. Sợ nhiều đơn, nhiều số điện thoại quá mấy chế sẽ bị ăn cắp đơn. Mấy chế sẽ lộn sành ra nhận đồ, file, đồ si nha. Nghe gọi giùm em nha mấy chế. Có 3 số điện thoại thôi nha. Còn ngoài ra không phải 3 số điện thoại đó là không phải shop em. Mấy chế nhận hàng không đúng đồ của em nha. Em bao mấy chế đẹp, đồ của em là gấp và đẹp. Rồi, hôm nay chế đẹp nào có thương em, chế đẹp nào mới vô có chia sẻ, em sẽ giảm giá 3 cái nhẫn này đẹp tộc cho mấy chế luôn. Có 200 em sẽ bao ship cho mấy chế nè. Đây, nhẫn này không? Nhẫn 48 trước. Nhẫn này chế nào có chia sẻ là bán có 200 ngàn cho mấy chế bao ship. Đó, chiếc này đẹp chưa? 47. Đây, em sẽ lên nhẫn cho mấy chế. Nhẫn này là được giảm giá nha mấy chế đẹp ơi. Đó, chiếc này chế nào có chia sẻ là được giảm giá có 200 ngàn nè. Đẹp xuất sắc luôn, hết cái lông tay luôn. Mã 47 giùm em. Đẹp chưa mấy chế? Mã 47 nha, đẹp xuất sắc luôn. Mấy chế nhìn nè. Mã 47 giùm em. 200k bao ship. Có đủ ni đủ size cho mấy chế luôn. Giảm giá cực sốc, được chia sẻ là giảm giá nhẫn. Mấy chế thấy hết lóng tay luôn, rẻ hơn tiền công luôn. Đổi cái sòn không dư 200 ngàn rồi nha. 200 bao ship mã 47 giùm em. Rồi chế nào thích mã 48. Mã 48. Nhẫn chiếc lá nha. Cái phone bự luôn, cái phone dài luôn. Nè. Đó, dư chiếc lá luôn, 200 luôn nha. Rồi mã 49. Em sẽ 3 mẫu này cho mấy chế 200. Cho con mẫu thôi đi con. Đây, mấy chế thấy chưa? 200 nha. 200. Mã 49. Thích màu trắng lấy màu trắng, thích màu xanh lấy màu xanh, thích màu hồng lấy màu hồng. 200. Rẻ đẹp. Đây, em cho mấy chế coi nha. Mẫu này là mã 49 giùm em. Rồi lên nhẫn nữ nha. Lên nhẫn nữ đi con ơi.
đầu đầu cũng chẳng nữ này quá. Bạn số mấy vậy? Bạn số mấy vậy? 51 à? Rồi, em lên, bữa nay em lên mẫu 51 trước nha. Mã 51. Mã 51. 320 ship. Cho cái dĩ nha cha. À lấy cái mâm nó lại luôn đi con. Cái nào lấy dòng cẩm thạch này là 560 nha mấy chế, 580 và 550. Rồi, mẫu này là mã 51 giùm em nha. Mã 51. 320. Rồi. Bữa nay cháu em đã sẵn sẵn cho em hết rồi. 280 mã 52. Bên em có hồng, có đủ ni đủ size cho mấy chế, màu trà. Màu trà đẹp chưa? Đó, đẹp xuất sắc luôn nha. Và màu tím qua trà. Trà hồng tím. Con bé kia nó đi đâu rồi, nó ngủ hả? Đằng kia đâu mất tiêu rồi. Dạ mấy chế ơi, trà tím hồng nha mấy chế. Ba màu hả? Đúng rồi. Mẫu này em có 4 màu nha. Đẹp không mấy chế? Đẹp lắm. Mã số 52. Mã 52. Tại em có chụp hình đó, thành ra em đăng cái hình đó lên mã nhằm chị mua, cái em gửi lộn, sợ lộn, thành ra bữa nay em nhập để số lên đây luôn. Dạ, có 280 nha mấy chế, 280. Màu trà, màu hồng và màu tím và màu đỏ. Dạ, 280 mã 52. Mẫu này là rất đẹp nè. Mẫu này đẹp lắm nè, sòn cao, sang chảnh đẹp nha. Chiếc này 300, màu cam, cam trắng, rồi tím, thế nào thích màu nào lấy, tím nha, tím qua cà, đeo cho mấy anh gà rà, mấy anh theo mấy chế ơi, màu tím trắng, và màu ghiêu, ghiêu trắng, ghiêu có sòn trắng nha, chiếc này phone cao đẹp, 300 luôn mấy chế, nè, hộp đá bên em bao đẹp, bao sang cho mấy chế nha, bao đẹp, bao sang, dạ. Rồi đẹp chưa mấy chế? Màu vàng nha. Vàng. Vàng trắng. Có sòn trắng nha. Và màu trắng. Đó, mấy chế thấy thật là nhiều màu cho mấy chế đẹp luôn. Mà cái phone này nó thật là đẹp luôn. Nè nó cao nè. Đó, nhẫn nữ hoàng là em bao đẹp cho mấy chế nha. Đẹp dữ lắm. Đó. Nha, bên em đang làm nhiều mẫu dòng đẹp lắm. Mấy chế cứ bấm nút kết bạn nha, em từ từ em sẽ làm nhiều mẫu dòng đẹp sang cho mấy chế đẹp nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi, mấy chế nhìn nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Màu nào cũng ghiền chân nha. Hoặc màu nào mình chưa có màu nào lấy màu đó. Chiếc này 300 bao ship. Dạ, 300 bao ship. Thích màu nào lấy màu đó nghe mấy chế. Vàng, xanh ghiêu, tím, đỏ cam và sòn trắng. Thích chiếc sòn trắng cũng rất là xinh luôn. Sáng lấp lánh luôn. Rồi, mẫu này là mã số 53 dùm em. Quá trời màu luôn. Thích màu nào lấy màu đó dùm em nha. Rồi. Đó, có 9 màu luôn ha. Chiếc này 300. Phone cao, đẹp quá. Rồi chiếc này 54, em có 3 màu, 200. 200 con. Lộn. Nước lông đâu thay dùm cô. Chiếc này màu tím và màu vàng và màu xanh cẩm thạch, có 200. Đó, mấy chị lớn tuổi thì đeo chiếc này ok. Xứng luôn, rất hợp nha. Chiếc này 3 màu, tím, vàng và xanh cẩm thạch. 200 mấy chế ơi, bao ship nha. 200. 200 bao ship, mã 54. Rồi. Chia sẻ hộ em nha mấy chị đẹp. Chia sẻ hộ em nha chị đẹp ơi. Tặng bộ trang điểm và một chai dầu thơm. Dạ. Dòng lưới cho em. Chị có gửi dòng lưới cho em. Chị có điện cho em. Có điện là chị gửi rồi. Dòng lưới nhiều lắm. Có mấy ngày hả gì hai nhà Cẩm Phan. Kiểm tra số điện thoại của Cẩm Phan là gì chị coi. 200 nè mấy chế. Đẹp chưa? 200.
đẹp nha, năm màu nha, màu tím hoa cà và màu đen và màu xanh lá và màu đỏ và màu ẩm thạch. Đợi chết kiểm tra liền em. Cầm khoan ơi, dòng lưới 600 nha mấy chế. Dòng lưới 600. Dòng lưới em bán mấy ngàn dòng. Không chỉ khách nào chê, chỉ có mê 600 ngàn cái dòng nha. Đeo cả đời luôn mấy chế. Đẹp lắm nha. Đây là một vật nhẫn lưới 200. Dòng lưới 600. Rẻ hơn tiền công của dòng đẹp nha. Dòng lưới 600. Rồi, nhẫn 200. Màu tím, màu xanh, cẩm thạch, xanh lá, đỏ. Có 200 ngàn, rẻ hơn tiền công. Mấy chế thấy cái hộp nó sáng nè. Sáng lấp lánh luôn nha. Đó, sáng lấp lánh luôn. 200 mã 55 dùm em. 200 mã 55 dùm em. Em nhiều nhẫn lắm. Bây giờ em lên vậy cho nó dễ, sợ lộn mấy chế gửi không đúng mẫu. Rồi. 200 nữa nè. Anh chế thích cái kiểu này cũng dễ thương nha. Đó, đẹp chưa? Xanh lá, xanh biển. Rồi. Tím á. Tím á nha. Tím đen. Và đỏ. Xanh cẩm thạch. Chiếc nào cũng đẹp, có 200 ngàn, rẻ hơn tiền công. Bao ship nha mấy chế. Nhận hàng, xem hàng kỹ trước khi nhận hàng. Cái hộp có địa chỉ nhà em, gọn chặt em cho mấy chế đổi hết. Đó, bao đẹp hết nha. 200, 200, 200 mã 56, 200 mã 56. Nha Trang lấy dòng cẩm thạch cho cô về coi cái nha Trang. Dạ, dòng cẩm thạch à, chị Lâm Yến Thầy ơi. Bên em có ni, đúng đi chị, ni 48, 50, 52, 54, 56, 58. Có rất là nhiều ni, 62 có luôn, 560 ngàn dòng. Em sẽ lấy lên cho chị coi liền, tại để trong đây em hơi khó mở nha. Bằng cẩm thạch, đeo càng lâu càng bóng càng lên nước. Càng lâu càng bóng càng lên nước. Cô đại trên đây, cô đại trên đây, chẳng làm không lầy ạ. Đẹp mấy chứ. Bằng cẩm thạch nha chị ơi. Nè, mấy chế nhìn cái cẩm thạch là mấy chế biết rồi nha. Đó. Rất là đẹp nha mấy chế. Rồi, mở phá nha mấy chế. Có cái nút gài nha, mở phá. Có hai cái nút gài hai bên. Nè. Có hai nút gài hai bên nha. Gài lại ha. Đó, rất là tiện luôn. Rồi, dòng cẩm thạch 560 giùm em. Đeo càng bóng càng lên nước nha mấy chế. Có đủ ni. Có đủ ni. Ngọc Dung ơi, chị Mai chào em. Dạ, chị có cái dòng lưới. Dòng lưới. Kiểm tra cái số điện thoại của em cẩm này coi, gửi cho em con. Em ơi, em mới đặt hả em? Kiểm tra chưa thấy gửi của em nha. Vậy có gì ngày mai chị sẽ điện cho em. Chị gửi nha. Của em cẩm khoan mà có mua bên mình rồi mà. Em coi số điện thoại đó có mua bên chị không? Sao kiểm tra em thấy Cẩm Khoan ơi. Có số nào nữa không em? Có số nào nữa không? Có số nào nữa không nha? Rồi, em lên nhẫn nữa nghe mấy chế. 56 rồi phải không? Nhẫn này 200 nữa nè mấy chế. Đó, thấy gì chưa, đẹp chưa? Màu tím, màu cẩm thạch, màu vàng và màu vàng cam. Sang chảnh đẹp lắm mấy chị đẹp ơi, có 200 em bao ship luôn nha. 4 màu, có đủ size đủ ni nha. 200 bao ship. Hồi quẹt cái máy lên hộp cô. Cái máy này trên đó. Em đổi hàng mà tới 3 tháng là nhầm khi điện cho em á là bị lộn tên. Còn không nữa là điện em không nghe máy. Em nhớ cái số điện thoại lại nha Thủy Minh này. Bên chị không có mất đồ, vẫn còn trong thùng nhà chị hết. Nếu mà nổi 3 tháng là nhân viên chị chắc ít nhất điện cho em cả 10 lần rồi đó nha. Em nhớ cái lúc mà em gửi, em để số điện thoại nào đó. Nhầm chị yêu mình đó. Bây giờ nhầm khi mình xài 2-3 số điện thoại, cái lúc mình gửi số điện thoại nào
là nhà chị lấy cái số điện thoại đó điện thôi nha, chứ nhầm chị mua cái Facebook á, mua cái tên trên Facebook giống như tên Ngọc Dung đi rồi gửi đồ tên Mỹ Dung đi là nhà em sẽ không dám lấy gà đổi đâu. Còn số điện thoại đúng tên đúng số điện thoại em mới lấy gà đổi. Tại bên em rất là nhiều đơn đổi lộn mất đồ, không mất tiền, không biết đồ đâu đền cho mấy chết, vẫn còn ở nhà chị hết. Em để số điện thoại lại, số nào em xài chính ngày mai chị sẽ điện cho em kiểm tra đơn lại cho em liền, không có mất nha. Một tỷ không mất. Cha nàng nào nấu cái gì khác rồi, nàng nào nấu cơm của tôi khác rồi. Dạ mấy chế ơi, nhẫn này 200 nha, 200 mã 57 giùm em, 200 mã 57 có 4 màu. Rồi nhẫn này 200 luôn. Bữa nay mấy chế mua nhẫn đẹp lắm. Dạ có 200 ngàn bên shop em bao ship hết cho mấy chế. Rồi chiếc này là hộp đó, xung quanh tròn rất dễ thương. Và màu đỏ nha, màu xanh lá và xanh biển, 200 luôn, mã 58 giùm em nha. Mã 58, em nhiều mẫu đẹp lắm, nhiều mẫu lắm, em mấy trăm mẫu nhẫn mà. Rồi mã này là 50 58, mã này 59, mẫu này 250 nha mấy chế, 250. 59 bên em có hồng, vàng và đỏ, em có ba màu này nha. Dạ, chiếc này 200 luôn, 200 mã 59, 200 mã 59. Rồi mã này mã 60, 250, đẹp chưa nè. Đó, mấy chế thấy rất là đẹp nha. Rồi mẫu này em có màu hồng ha, dạ tím. Mấy chế có đổi đồ để số điện thoại giùm em, mấy chế đang có thấy em có đổi đồ để số điện thoại giùm em nha. Dạ, nhân viên em sẽ điện đổi cho mấy chế hết, để cho mấy chế đeo. Trời ơi, chứ mua phải đeo chứ, gọng chặt em cho đổi, nhưng mà để số điện thoại lại hết giùm em. Dạ. Đó, em kiểm tra đúng số điện thoại, đúng cái hộp đồ gửi em mới lấy ra em đổi cho mấy chế được. Rồi mẫu còn không, chưa đổi vẫn còn ở nhà em, không có mất một miếng nào đâu nha, khỏi yên tâm. Dạ, mấy chế đẹp ơi, yên tâm mua trang sức em, khỏi sợ mắt sen nào, khỏi sợ mắt đồng nào, khỏi sợ vai, khỏi sợ đen, động chặt em sẽ cho mấy chế đổi hết. Rồi nhẫn này có 4 màu, 250 nha mấy chế, 250. Rồi mẫu này 250, mã nhiêu con, mã 60 giùm em nha. Rồi bắt đầu tiếp, mẫu này có 150 nè, bữa nay là nhận nhiều nhậu mẫu 150 cho mấy chế đeo ngày thường. Đó, bữa nay dịch rồi không có đi đâu rồi, đeo nhẫn này ở nhà cho nó sang, cho nó đẹp. Chiếc nhẫn này giống như nhẫn tổ ong gì nè mấy chế. Rồi, giống như nhẫn tổ ong gì nè nha. Đó, cái phone sòn nó sáng muốn đẹp, có 150 thôi, có 150 thôi. Dạ chị, dòng ni 56 có nghe chị yêu, có đủ ni nghe chị, coi giùm em nha. 560 ngàn dòng, bao ship bằng cẩm thạch, đeo càng lâu càng bóng càng lên nước. Đó. Rồi mẫu này là sòn giống như là cái nhẫn tổ ong gì nè, cái sòn rất là đẹp nha mấy chế, nhìn nè. Có 150 ngàn bao ship, 150 ngàn bao ship, mã 61. Mấy chế coi nhiều nhẫn rẻ ha, các bạn em like nhẫn rẻ, chế nào thích nhẫn đẹp cỡ 300 350 rất là nhiều, em like cho mấy chế nha. Bữa nay giờ em like nhẫn rẻ cho mấy chế xem, mấy chế đều ở nhà. Nhẫn này tựa như nhẫn bông mai gì nè, mấy chế nhìn chiếc nhẫn nè, 150 luôn nha, rất là đẹp luôn, 150 ngàn bao ship nha, nhận hàng kiểm tra trước khi trả tiền. Đó, đeo đẹp xong trả tiền mới chết. Rồi chiếc này là mã 62, 150, rồi mẫu này là 63, mẫu này 63 nha mấy chế, sòn nè, đó đẹp chưa, 63, 150 luôn, 150 luôn, bình luận em bị đơ rồi mấy chế, 150 luôn nha. 150 luôn, mẫu 63, con em dây lại cho mấy cô coi đi mấy đây, em ôm dây lại cho mấy cô coi, em làm kẹp đồ, em cho mấy chế coi đồ em nha, đồ em thật là nhiều mẫu, dây, mặt, bông, nhiều lắm, cái gì cũng nhiều hết trơn, rồi, mấy chế coi giùm em nè, ôi sao con gắn cái mặt dài xuống đây dữ nè. Đây, nó không biết, nó gắn cái mặt, cái lúc này. Để em chút trước, em sửa lại cho nó cái tôi.
bạn liền uống cà phê đúng không? Anh Trái ơi, có gì? Lấy giùm em nha. Cô cho cô một bông bông lại. Dòng còn nhiều lắm. Dẫn rồi rất là nhiều nha. Cái này nè. Máy bị đơ rồi mấy chế. Máy bị đơ, đợi em tí xíu nha mấy chế. Nhận hàng, xem hàng trước khi nhận hàng nha mấy chế ơi. Có nhiều shop ăn cắp đơn bên shop em nhiều lắm nha. Mấy chế coi kỹ trước khi nhận hàng nha. Bên em bán bao mấy chế đeo không đen không khoai hết. Shop em bán có nhiệm vụ cho mấy chế nha. Có đen em đền cho mấy chế. Có khoai em sẽ đền cho mấy chế. Em bán có địa chỉ, có số nhà trên hộp. Mấy chế bị ăn cắp đơn thì đồ xi, đồ khoai nó mau đó nha. Còn bên em đúng hàng của em là bao mấy chế hết nha. Bên em bữa nay xài số điện thoại có ba số điện thoại chốt đơn thôi nha mấy chế. Coi gõ giùm em nha. Còn chi á, còn chi mấy chế coi cái like cũ em đang like ba bốn ngày mới like một bữa. Mấy chế coi like cũ có để số điện thoại trên cái like á, cái nhầm khi em không có thời gian vô shop cát vô lấy số điện thoại ra điện nơi đồ của em. Mấy chế đeo ba bữa bảy bữa nó phai nó đen đổ thừa em, trời ơi tội lắm. Mấy chế đồ em không bao giờ đen không bao giờ phai nha, em bán mối không à mấy chế biết ha. Đó, coi kỹ hàng trước khi nhận là mới trả tiền. Em nói hoài luôn, cái hộp nè. Đâu rồi? Cái hộp có đóng mộc luôn nha. Bữa nay em có giấy phép kinh doanh có mộc, mã số thế luôn nha. Cái mộc này nhà nước cấp cho em luôn á. Coi kỹ trước khi nhận hàng, mở ra coi nha mấy chế. Bên em cho xem hàng trước khi trả tiền. Coi xem, cho xem hàng trước khi trả tiền. Rồi coi tối nay mình mua chiếc nhẫn này coi có đúng không nha. Đó. Rồi coi có cái mộc không. Rồi nó là đúng rồi em nha. Rồi mới trả tiền nha mấy chế. Rồi em lên nhẫn nữ nữa nha. Tới số là tới số 64 nha. Có 150 ngàn chiếc nhẫn bằng đồng. Cái này là đồng đỏ luôn. Đó. Nè mấy chế nhìn nè. Rất là đẹp nha. Bên em có nhiều lắm. Đủ ly đủ size cho mấy chế nha. Mấy chế mua chưa mua trang sức bên em thì cứ thử chiếc nhẫn nữ này, chiếc nhẫn đẹp đẹp này trước đi. Có 150 ngàn thôi. 150 ngàn thôi. Bao mấy chế đẹp luôn. Dạ mã 64 giùm em. Bao ship hết nha. 150 cũng bao ship. Rồi chiếc nhẫn này có 100 nè. Chiếc nhẫn này có 100 nè mấy chế. Chiếc này rất là dễ thương nha. Cái có hàng nhỏ nhỏ hộp tắm chính giữa là kim tiền, hai bên này là kim tiền, cái hộp trắng trắng này là hộp sờn nhỏ nhỏ. 100 bao ship luôn. Mấy chế đẹp chiếc này, đeo thêm một cái sờn cao rất dễ thương nha. Chiếc này là mã 65, 100 bao ship. Rồi chiếc này là mã 66, 150 bao ship. Chiếc nhẫn dài 150 bao ship mấy chế. 150 bao ship nha. Đẹp chưa? 150 bao ship mấy chế đẹp rồi. Chế nào thích lấy dây chút xíu em lấy dây cho mấy chế nha. Dạ, chiếc này 150, 150 bao ship. Mã 66 giùm em. Mã 66 giùm em. Cho cô cái cho cô một bông bông nữa. Bông em nhiều lắm, em không có lại kịp cho mấy chế. Em cho mấy chế coi hàng bông luôn. Nó một bông kia luôn. Rồi. Chiếc này cũng 150 luôn. Chiếc này cũng 150 luôn. Chiếc này cũng 150 nha mấy chế ơi. 150. Em ơi. Em biết gì nhiều quá chứ đọc không được. Em ham mua rồi mới biết. Chị mốt có cái đính đá hộp thì nó đổ một chút. Em chạy nhiều quá chứ đọc không được luôn. Mấy trái đẹp ơi. Trang sức nhà em không đen không khoai. Mấy trái đeo có đứt. Gửi lên shop em. Gửi tiền ship lên, em hàng lại cho mấy chế, em đánh làm mới lại cho mấy chế, đeo nha. Không tốn tiền. Có sức hộp vậy nè. Có gãy làm hai lại shop em hàng cho mấy chế. Bảo đảm. Rồi, dâng ra mất tiêu rồi con mất rồi.
Mấy máy lại khô luôn. Để cầm giấy để cô vô cái trang là làm trang kia bằng. Dạ, mấy cái đẹp ơi. Có gãy, có đứt, có xúc hộp, có hưng, có cũ, shop em làm mới là cho mấy cháy. Không có tiền, bao ship. Mấy cháy ở dưới quê, mấy cháy gửi lên lên giùm em, mấy cháy trả tiền ship quên nữa. Chừng cỡ 20 mấy gì, 20 mấy ngàn tiền ship nha. Có gãy, có đứt, có gọng, có chặt, có xúc hộp, shop em làm miễn phí cho mấy cháy. Đó, bao đeo nha. Cái này là đồng. Đồng hết nha. Đeo cả đời luôn. Muốn làm mới lại shop em làm mới miễn phí cho mấy cái. Không lấy xem nào. Cái nào ở Sài Gòn thì chúa rồi. Shop em đóng cửa rồi. Vài ngày nữa em coi coi cái tình hình ổn em mở cửa mấy cái ơi. Miễn phí cho mấy cái yên tâm nha. Nè con. Cắm nghìn cho con vô nhà nó luôn. Dạ chị Thanh Linh. Mấy cái mua đồ em khỏi sợ đen, khỏi sợ khoai, khỏi sợ gãy, khỏi sợ xuất hộp. Cứ yên tâm mua, có gì shop em có cái địa chỉ trong cái hộp. Có đen, có file em đền cho mấy cháy. Có gọng, có chặt, gửi lên shop em. Bao cho mấy cháy hết nha. Em bán xưa nay 7 năm rồi. Không phải mới bán một ngày một bữa như người ta đâu. Mấy cháy yên tâm nha. Em bán mối là mấy chị mua đồ của em là đeo bạc chục triệu không á. Em nói thiệt, chủ đeo mười mấy triệu. Không đeo vàng thiệt luôn. Mấy cháy yên tâm nha. Có gãy, có đứt, có file, có gì. Không có file, có xúc hộp gửi lên em làm miễn phí cho mấy cháy. Đó. Giọng chặt em làm miễn phí cho mấy cháy. Xích lên chút xíu không? Lên chút xíu nữa. Ê, bạn ơi, lại em cái nha mấy cháy, lại em cái. Rồi, chiếc này nhẵn dài cũng 150 luôn. Khoan mấy cháy đợi em cái nha. Gì đâu mà yếu dữ vậy đấy. Dạ. Chiếc này cũng 150 dài luôn nha mấy cháy. Chiếc này cũng 150 dài luôn nha. Dạ, chiếc này là mã 67. Mã 67. Mấy cháy thương em cho em một nút chia sẻ nha mấy cháy đẹp. Cho em một nút chia sẻ. Em cảm ơn cả nhà thật nhiều. Em sẽ tặng một cái chai dầu thơm và một bộ trang điểm. Nổi hoài không có được. Vậy em đặt hoài không có được. Tối nay em bị ẩn bình lực hết trơn rồi. Có thấy bình lực mấy cháy đâu. Dạ. Con kéo cái máy vô hộ cô ơi. Đơ rồi con ơi. 150 nữa nè. 150 nữa nè. Mấy cháy thấy nhẵn 150 hộp đá vuông cao nè. Chiếc này mấy cháy đeo ngày thường sang chảnh đẹp nha. Nè, có 150 ngàn thôi. Dạ. Chị Nga Lê, chị lúc này không chốt hàng của chị hoài không có được chị. Chân nữa. Em la em đứng mỏi giò luôn đó mấy cháy. Em nói nãy giờ luôn, em nói đau cả cổ luôn á, thiệt luôn á mấy cháy. Mua hàng mừng muốn xỉu luôn mà không thấy bình lực luôn. Chị Nga Lê. Ngăn Lê Nga mới ruột. Mấy cháy để lại số điện thoại giùm em. Em không thấy bình luận nhưng mà cái máy nó thấy. Chút xíu nữa. Chút xíu nữa cái máy nó chạy số điện thoại mấy cháy ra nha. Bây giờ em không thấy thiệt luôn á. Không thấy luôn. Biết bị gì nữa. Đi rồi. Nè coi cái máy phụ không thấy luôn á. Có thấy bình luận đâu. Chạy 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 bữa nay sao vậy không biết luôn. Cho số điện thoại giùm em. Bây giờ em like giống như like bằng muốn like cái gì like luôn nè chứ có thấy bình luận mấy cái đầu nói. Dạ nhẵn 150 hộp vuông mấy cái thấy sang chảnh đẹp chưa, bao ship luôn nha. 150 mã 68 giùm em. Mã 68 giùm em. Dòng cement của chị đeo là à hên quá. Bình Thu ơi mới thấy bình luận Bình Thu nè. Mấy cái chấm 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 giùm em cho chạy lên cho mấy cái. Không thấy mình lận rồi. Dòng xi men mẫu mới bảng 6 ly. Đây đứng gần lấy cho coi tỷ chút. Bảng 6 ly. Bảng 6 ly. Trời ơi nó chiếu sáng lấp lánh mấy cái ơi. Em chạm nó sáng như là nè đó. Như dần thiệt không. Đẹp hơn dần thiệt luôn. Đẹp 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 thiệt là đẹp. Sang thiệt là sang. Khóa lưỡi gà như dần thiệt nha. Đây cháu có mở một chiếc rồi. Hai chiếc đeo thử đi. Đẹp lấy nữa. Hai chiếc 250 em sẽ bao ship cho mấy cháy. Bên em có đủ niêm. Nè, phá lưỡi gà như dòng thiệt nè. Mấy cháy vậy mấy cháy mở gì đeo vô cái tay nha. Rất là dễ đeo. Em đeo có 9 chiếc thôi. Đó. Phá bấm lưỡi gà như dòng thiệt nha mấy cháy. 250 một cặp. Một bộ 7 chiếc thì 800. Mấy cháy ơi, 250 một cặp.
thấy đẹp chưa? Ờ ơi, nó chiếu nó sáng sáng mà lấp lánh luôn, lấp la lấp lánh luôn. 250 một cặp, một bộ 800. Dạ. Chấm chấm hộ em cho chạy lên, cho mấy trái khách chạy lên không thấy bình luận luôn rồi, bờ quá nữa rồi, mấy trái chạy ra hết luôn rồi. Rồi em lên nhẫn nữa nha, nhẫn nữa, nhẫn nữa. Nè bữa nay nhẫn dễ dễ cho mấy trái đeo ngày thường ở nhà nè, 150. Đó, chiếc sòn vuông có nè ha, rồi chiếc này sòn tròn nha. Vuông có, tròn có, cái nào thích mẫu vuông thì lấy mẫu vuông, thích lấy tròn đó. Chiếc này là vừa đeo, nhỏ nhỏ xinh xinh, có 150 thôi, có 150 thôi. Mã 69 cho em, mã 69, mã 69, bương mâm nó đây con. Như chị cô làm thấy mấy, dạ, mấy cái đẹp ơi. Chiếc này cũng 100 bao ship luôn nè, chiếc này mấy chế ơi, rất là dễ thương nha. Cái trước này kim tiền ở trong hàng sòn đó, chiếc này mấy chế nhìn đẹp lắm. Thế nào có một chiếc nhẫn mà hộp sòn cao mình nằm ở trong, đeo hai đeo chiếc này ở ngoài sang nha, đẹp chưa? 100 bao ship, chiếc này đeo thay nhẫn cưới cũng được luôn nha. 100 bao ship. Rồi chiếc này 70, mã 70, 100 bao ship nha. Rồi in lên đây con, 100 bao ship, mã 70. Chiếc này 200, chiếc này 200. Ủa con ăn cho cô cái máy này con, mấy cái máy cô còn đâu hết trơn rồi. Đây đây, cái đợi em cái mấy cái. Đợi em cái nha. Sài Gòn bữa nay dịch quá rồi mấy cái ơi, em đóng cửa luôn rồi. Đóng cửa luôn rồi. Nhưng mà shipper còn giao hàng. Bữa thì một ngày thì lấy hai lần, bữa nay chỉ lấy một lần thôi. Mạng kém quá hả? Dạ Trần ơi, mấy trái ơi, bữa nay mạng nó không biết có gì gì luôn. Rồi cái bình luận hết thấy luôn. Em thoát cam vô lại có thấy bình luận không nè. Thấy bình luận không con? Phương Quỳnh ơi, chào em Phương Quỳnh ơi. Mấy ơi, mấy trái em không thấy bình luận, mấy trái thông cảm giùm em nha, em mới thấy nè. Phương Quỳnh ơi, chào em nha. Phương Quỳnh vào cao ơi, chào em nghe vào cao. Xi men mới một bộ 854. Dạ chị Hồng 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 Lê Long ơi, em chào chị nghe chị. Dạ mã 63 ni 6. Dạ ok, buôn 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 bo buôn ơi, phân phân cứng ơi. Chào em nha. Dạ mới thấy bình luận nha mấy trái, thông cảm giùm em nha, nãy giờ bị mất tiêu á, nãy giờ bị mất tiêu luôn. Rồi nhẫn này là nhẫn sòn làm như bông mai nè mấy chế, có 200 luôn, 200 bao ship nha, đẹp. Dạ, 200 bao ship, có đủ size đủ đi, 200 bao ship nha mấy chế. À hồi nãy em về lấy dây chuyền cho Mai đeo nè em ơi, dây chuyền cho Mai đeo nè, dây chuyền cho Mai đeo để cho cô cái màu đen cho em dễ nhìn nha. Đó, có lắc thì 600, cộng dây chuyền 1.800. Dây này bản bự, cộng này thì nó bọng nha, nó bọng nhưng mà nó đâu có vô nước vô gì đâu, làm bọng giống như vậy nè, cho coi nè. Đó, đeo rất là đẹp nha. Rồi cái phá hộp ha, phá hộp. Dây này là thích lấy 4 tấc 3, 4 tấc rưỡi, 4 tấc mấy cũng được, 5 tấc cũng được, mà 6 tấc cũng được, thích lấy 6 tấc rưỡi cũng được. Anh nào thích dài 6 tấc rưỡi, 7 tấc em cũng làm cho luôn, mà cũng 1.800 luôn. Anh chị nào thích lấy ngắn lấy dài gì cũng được nha. Dây 1.800. Dây kim tiền y như vàng thiệt nha, mẫu kim vàng thiệt có mẫu này luôn. Rồi lắc tay 600. Rồi em lên nhẫn chút xíu, em lên lắc tay cho mấy trái nha, đợi em chút xíu nữa anh sẽ lên lắc tay liền. Nhẫn bông mai sòn, bông mai sòn mã 71, em like 80 nhẫn em sẽ lên lắc tay cho mấy trái liền, rất rất là nhiều nha. Bên em có đủ loại
đó. Có bông, có kèn, có đủ hết nha mấy chế. Có rất là nhiều nha. Gấp tay rất là nhiều. Chế nào có thích bông thì rất là nhiều mẫu bông luôn nha. Đó. Cho cô vòng đi con. Cho cô bông vòng đi. Mặt dây chuyền bộ, mắt tay dây chuyền gì có đủ hết trơn. Đó. Rồi mấy chế ơi, đợi em cái nha. Bắt đầu mẫu này. Mẫu này là mẫu nhẫn lưới. Nhẫn hàng gào. Đó. Đẹp luôn nha mấy chế, 200 luôn. 200 bao ship cho mấy chế luôn nha, chuẩn vàng 18 mình. 200 bao ship. Bên em có rất là nhiều dòng nữa nè mấy chế. Dòng nè. 200 bao ship. 200 bao ship. Thảo Lê chứ chào em ơi. À, cho em xem bông tai em chọn. Bông tai hả cưng? Bông tai nhiều lắm Thảo Lê. Đợi chế chút xíu. Em lấy bông giống như chế đeo không? Bông giống như chế đeo có 220. Bông giống như chế đeo có 220. Rồi. Nhẫn hàng gào 200 nha mấy chế. 200. 200 mã 72. 200 mã 72. Nhẫn này là nhẫn lam. Nhẫn này là hộp baguette. Tiểu hộp vua, nó có hai cái sòn trắng hai bên. Em còn ba màu, hết màu rồi. Mấy chế lấy giùm em ha. Màu vàng và màu xanh tím và màu xanh đen. Còn ba màu này thôi. Thôi. Đó. Tắt máy lại. Lắp đủ. Em chưa vô coi lại cả nhỏ đang trực tiếp đó, chị đang trực tiếp mà vô lại coi vô máy tính này. Dạ nhẫn này em tưởng từ từ luôn cháu em nó không thấy trực tiếp. nhẫn này còn ba màu nha mấy chế ơi, 150 đó nha. Nhẫn hộp dưa 150. Chia sẻ hộ em tặng 5 phần quà nha mấy chế. Tặng 5 phần quà. Rồi nhẫn này là hộp pha lê bầu. Pha lê bầu em còn màu xanh đen và màu xanh tím. Rồi. Xanh lá. Xanh biển. Và đỏ nha. Bên em còn đủ đi. Còn 5 màu. Chiếc này 150 luôn. 150 luôn. Mã 74 giùm em nha. Mã 74. Bên em lay nhẫn dễ rẻ tiền cho mấy chế đeo ngày thường ở nhà. Đó, đeo thoải mái. Chà xì bông, chà chanh sáng giới, bóng hới, đeo cả đời luôn. Tiền nào nó chán, để vô tủ, lấy 10 năm cũng lấy ra đeo được nữa nha. Chiếc này là chiếc bông mai. Chiếc nhẫn bông mai nhỏ nhỏ xinh xinh. 125 bao ship. 125 bao ship. 125 bao ship nhẫn bông mai nha mấy chế. Rất dễ thương. Rồi. Nhẫn bông mai. Mã 75. Em muốn chọn bông ha Hào lên. Ok, cái cho lên bông cho em đi. Con coi mẫu bông mã số 1, mã số 2, mã số 3, số 4 được không? Ok. Rồi, mẫu này là mẫu 5 hàng giòn. Nè, 5 hàng nè mấy chế. Đẹp chưa? 5 hàng thấp thấp mẫu này dàn thiệt có luôn nha. Em có em gái buồn em nó có chiếc này đâu 575 mà nè. 150 bao ship. 150 bao ship. 150 bao ship mã 76. Mã 76, 150 bao ship. Rồi cái chiếc này có 100 nha. Chiếc này 100. Đồ của chị đeo đẹp ha chị ha. Cảm ơn em nha Phương Quỳnh ơi. Đồ của chế đeo là bao đẹp. Chế nào mua của em một lần là mãi mãi mua đồ em. Mới không à. Dạ. Chiếc này 100 này mấy chế. 100 nha. 100. Nhanh tay thì còn, chậm tay là cũng còn. Về Sài Gòn dịch quá. Dạ yeah, đẹp tài bền mấy chị đẹp ơi. 100 nha. Đó. Nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết luôn. Chiếc này còn mười mấy chiếc hết rồi. 100, mã 77 giùm em. Mã 77 giùm em. Chiếc này chiếc nhẫn chữ chữ nè. 125. Nhanh tay thì còn mà chậm tay cũng hết luôn. Chiếc này còn chừng mười mấy chiếc hết luôn. Đẹp nha mấy chế. Rất là dễ thương. Rồi. Chiếc này là mã 78 giùm em. 125. 125. Chiếc này ghi 150 đi con. Chiếc nhẫn dài 150. Chiếc nhẫn dài này bên em có đủ đi nha mấy chế.
cái ly to đùng, cái nào 90 kg, 100 kg em có luôn nha, ly nhỏ em có luôn, cái nhẫn dài em bán rất là nhiều, nhiều lắm, em bán mấy ngàn chiếc, bữa nay cũng bỏ luôn, sắp hết mà hết rồi, còn chừng 50-60 chiếc á, nhẫn dài 150 bao ship, mã 79, mã 79, rồi chiếc 80, đợi chút xíu chị lai bông cho em liền nè Hào Lê, đợi chế chút xíu. Bông nè, để cái có rồi là đợi chế đấy cho con, bông đẹp không? Nhẫn 100, bao ship, rẻ 20 chế ha, đẹp không? Dạ, màu xanh đen, màu vàng và màu xanh biển nha, còn 4 màu, có 100k à. Chiếc này coi kỹ đẹp độc nha, mấy chế nhận hàng, sơn hàng rồi mấy chế viện, mấy chế mua nữa nha, em bán rẻ cho mấy chế đeo, hơn bán giá sĩ luôn. Chiếc này là 4 cái sòn nằm cái hộp chìm bên đây nè, gò nó không nhắn luôn, 4 hộp sòn nằm bên đây nè, gò nó hộp chìm nha. Chiếc này sang chảnh đeo ôm tay đẹp lắm. Đó, mấy hàng này là hàng em giảm giá cho mấy chế đeo hết. Đó, có 100 ngàn thôi. Mấy chế biết rẻ biết đẹp lấy, rẻ hơn tiền công luôn nha. 100k còn 4 màu, có đủ ni nha mấy chế, còn đủ ni nha, còn đủ ni, mã 80. Rồi, em lên 80 mẫu nhẫn nè, nữ thay ha, lên mông cho mấy chế nè. Số 1 bán cho cô cái thước này cô. Bông mã số 1 220, bông mã số 1 220, mô Phật tươi. Lên dòng xi men đi con, dòng xi men có lấy ra con nha cha, mầm xi men có lấy ra. Em nhiều hàng lắm, em sẽ lên từ từ cho mấy cái coi nha. Dòng xi men thế nào, có lấy dòng xi men đây, dòng xi men nhanh tay thì còn mà chậm tay là cũng còn. Bông mã số 1 220, đây Hào Lê coi dùm trái đi nè. Bông mã số 1 cái móc tay tròn, mấy trái đeo có nằm ngủ thoải mái, khỏi sợ sức, khỏi sợ mà gì hết đó, đẹp chưa. Bông này giống như chiếc lá dễ thương nha. Rồi, cô chỉ cho con mã số 1, mã số 1 220. Cái này là kia trúng luôn hả? Qua đây nè bé bự ơi, qua đây đâu rồi, qua đây cho biết nè, gọi bển trốn bển mơi, mấy cô điện không biết đường, qua đây con đưa điện thoại con, đưa điện thoại cho ấy nó chụp đi. Dạ, bông mã số 2 mấy chế ơi, 220 bao ship luôn nha, 220 bao ship, bông mã số 2 220 bao ship. Thảo Lê coi dùm chế nha, mã số 3 đâu nha cha, bông ở đây mà con kiếm đó anh chị. Mã số 3 như là kim cương nè con, nó bằng kim cương. Bông này là kim cương nha, kim cương ở trong nè, cái nhị này nè, trong chính giữa này là cái hộp đó. Bông này mã số 3, 220 bao ship mấy chế ơi, bông này rất là dễ thương nha. Đó, cái móc, cái phá tròn ở trên rất là dễ đeo, cái nhị này kim cương, kim cương ha, để em để gần chính chế coi, rất là dễ thương, vừa đeo không dài không ngắn, nó chế đeo rất là dễ thương nha. Chào chị Lê Nga ơi, chị để số điện thoại giùm em nghe chị, đừng giận em chị ơi, cái máy nó ẩn bình luận nha chị, nó chế đẹp ơi, ẩn bình luận dữ lắm. Thái Loan ơi, chị Mai chào em Thái Loan ơi, mã 77 nhẫn 100k, ok cảm ơn em, đi 15 có em. Rồi, bông mã số 3, bông mã số 3 một 220 luôn nha mấy chế. Rồi bông này em đeo đôi nào đây, bông mã số 4 kim tiền. Ê, chà neo nha, chà neo chính giữa nè, rớt rồi, cắn lại dịch luôn, 220 luôn nha mấy chế, 220 luôn, 220 bao ship mã số 4. Rồi mã số 4, trời ơi bông nhiều lắm. À tới nha, tối nay chế nào chọn xi men chọn giùm em nha, em gấp rất là nhiều mẫu xi men đẹp cho mấy chế luôn. Đó. Rồi
bông 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 ấy đâu rồi con, mấy cái bông mà kẹp tay á. Rồi bông này đẹp lắm nè, em lên mấy cái bông này cho mấy cái coi nè, bông này đang bán không biết bao nhiêu nhiêu trăm đôi nè, bông này sang lắm, sang sang ơi là sang. Đây nè ha, nhìn nè, rồi kẹp cái tay sao nè, rồi đeo vô nè. Em đeo cái cho mấy cái nha, mấy cái nhìn. Ở bông mẹ bán nhiều lắm không chị, khách nào chê hết. Qua đem sang cảnh đẹp mà có 250 ngàn. Cái này mà mấy cái thiệt luôn ha, nhiều lúc mình thích cái này bông mình, chị em phụ nữ nhiều lúc mình nhìn ra bông kiếm không ra mẫu mình thích đâu. Em nói thiệt, hồi xưa em chưa bán trang sức, em kiếm là bông mà đi đám em kiếm muốn xỉu luôn, chưa không kiếm có. Không lẽ mình đeo vàng thiệt hoài có một đôi nè, mấy cái thấy đẹp chưa, sang lắm. Đôi này cực kỳ sang nha, không đẹp không lấy tiền, 250. Đôi này 250, đẹp bao đẹp. Mấy chị em mình, mấy chị nào mà mua đen là đeo đôi này là không bao giờ nào mà xấu được. Đôi này sang, đôi này đâu rồi con, đưa mẫu lên cho mấy cô coi con. Đây đẹp cho mấy chế đeo theo cái viền tay bên đây nha. Đó giờ sao em nó hết biết được lấy mẫu đâu rồi. Mấy chế coi đôi này giùm em nha, đôi này là mã số 5, 250. Rồi mã số 6 theo cái viền tay bóp tới đâu bóp tới đó nè, cái này như cái bông mai nè, theo dành viền tay đôi này rất đẹp nha. Mấy đôi này em có chụp hình trên cái trang em có để, bóp cái tay lại. Đôi này 230 mã số 6. Rồi đôi này cũng theo cái viền tay nữa nè mấy chị, bóp lại luôn nha, 230. Không chị nào chê hết, mấy chị model là đeo mấy đôi này rất là đẹp, rất là đẳng cấp luôn, rất là đẹp. Rồi Thảo Lê lấy mấy đôi chế đeo đẹp lắm nè em, đôi này nè sang lắm, còn em không thích sợ nhiều thì em lấy đôi chế đàn cầm theo cái viền tay, viền tay mình đeo tới đâu bóp tới đó vậy mỏng gì được hết nha. Đôi này là mã số 7, đưa mấy bông mà cái này, mấy cái bông mà 150 á con, mấy cái bông sòn 220 nha cha, 550 đúng không. Nhẫn giảm giá 200 nha mấy chế, chắc lên giùm con coi, đầy quá hết chỗ để luôn. Rồi em cho mấy chế coi nè ha, bông này 150 đẹp nè, 150 nè, sòn vừa đeo nha. Đôi này ở ngoài sáng lắm, chị nào ở nhà em cũng đeo đôi này nha. Đó, đôi này là có 150, 150, 3, 6, 7, mã số 8 giùm em, 150 mã số 8. Cái này có mấy mẫu, đôi này 300 nha mấy chế, mấy mẫu vàng làm nè, đó mấy chế nhìn. Rồi màu tím hoa cà nè ha, rồi màu xanh nghêu nha, xanh nghêu. Đôi này em có màu trắng nữa nha, màu trà. Đôi này hôm qua cô Lục còn mấy bộ màu trắng lại giờ đâu ta, cái màu trắng có đâu mất. Cái này em có màu trắng này nghe mấy chế, không có thời gian sạn mấy cái đẹp ơi, đầy quá. Bó qua bỏ qua luôn mấy cái đẹp ơi. Đôi này em có trà và trắng và xanh ghiêu tím đỏ nha, có 5 màu. Giờ em không thấy màu trắng này, đôi này 300, bao đẹp cho mấy chế luôn nha. Đó, hộp đá xịn luôn, chiếu sáng lấp lánh luôn, có 5 màu nha mấy chế, có 5 màu nha. Dạ, đôi này là mã số 9 giùm em nha, mã số 9 có 5 màu 300. Màu xíu vào cao ơi, chứ mai chào em nghe vào cao. Em bị đơ máy rồi, không chạy bình luận nữa rồi con ơi, hết chạy bình luận nữa rồi con ơi. Mấy chế ơi, chấm lấy tương tác giùm em đi mấy chế. Đợi. Chỗ ghê. Lấy đeo bông mã số 7. Dạ. Chị Bích Lan. Dạ, ok, cảm ơn chị. Đeo bông mã số 7, 2, 4, 6, 7. Em bao chị đẹp luôn. Sát tay, viền theo cái dành tay mình đặt.
đó, bóp vô dày mỏng gì cũng được hết nha. 230 bao ship rồi, em lên bông tiếp cho bé chị. Con này nha trai, dạ. Cái mâm sò này hình như là còn mâm nữa mà, còn một mâm khác. Cái mâm vậy, mâm sò này khác rồi. Đâm mâm sò cô coi. Bác sẽ đợi em nha, cái sò này có tới mấy màu luôn nè. Đôi này 220 giùm em nha. Đó, đẹp lắm. 220. Có đầy được cô luôn, khỏi luôn rồi nha trai, bích được cô ạ. Nhanh lắm. Rồi, tím nè, hồng nè. Coi này em có trà nha. Tím bích mấy đôi mấy màu mỗi đây hết thấy được rồi. Xanh nè. Đôi này 220 nha mấy chế. Đẹp lắm. Hồng, sen, tím, trà và xanh. 220 bao ship. Sòn, trái nào trái tay bự đeo đôi này cắt vào sang. 220 bao ship có 4 màu nha mấy chế. Lượn màu giùm em nha. Rồi mã số 10. Mã số 10. Mã số 11, 200 bao ship. 200 bao ship. Rất dễ thương nha. Mã số 11, 200 bao ship. À lê chắc cái lai 11 cái bông thôi nha em. Lai lắc cho mấy chế, lắc nhiều lắm. Em lai lắc, lên lắc cho tôi đi mấy chế. Em lên lắc cho mấy chế nha. Lên lắc. Chia sẻ là được tặng quà không đọc 5 phần nha mấy chế. 5 phần. Dạ. Một chai dầu thơm ha. Dạ. Mấy chế thương em khi em lúc chia sẻ mấy chế đẹp ơi. Em cảm ơn cả nhà thật nhiều nha. Đó, một chai dầu thơm và 5 phần quà. Dòng xi men mẫu mới bản 6 ly, đẹp xuất sắc luôn, 800 ngàn một bộ. Rồi dòng xi men mẫu mới 4 ly, 700 ngàn một bộ. Trời ơi nó đẹp, nó chiếu như là dần thiệt nha mấy chế ơi. Mẫu này mã số 1 dùm em 700. Đó, mấy chế thấy đẹp chưa? Không đẹp không đi tiệc. Cho cô nhẫn giảm giá 200 chiếc nhẫn. Chế nào có chia sẻ là được giảm giá chiếc nhẫn một lóng tay luôn, sang chảnh đẹp luôn. 200 mã 47 giùm em nha. 200 nhẫn đang quay. Chế nào có chia sẻ là được giảm giá, mua hàng giảm giá vậy. Rồi, 200 nha. Em có 3 mẫu giảm giá cho mấy chế nha. Rồi, mấy chế nào thương là được tặng 5 phần. Tối nay chia sẻ được tặng 5 phần quà. Bộ này còn bộ 2 bộ, thứ còn bộ 2 bộ nha. Bộ trang điểm này nè, chút xíu em sẽ quay. Chế nào chúng được phần nào lấy phần đó giùm em. Rồi. Ôi, nhà trai cho cô ly nước này kìa. Đi mặt ông ở bên chỗ có ly đãi đâu kìa. Rồi em xin để muốn nước xong em lấy cho nó chế nữa. À, ẩm mình lượng rất là nhiều, chế thông cảm giùm em nha. Rồi em lấy. Còn vậy đây chồng vậy đang đen. Dạ chị thấy em không, Nguyễn Quỳnh là chị Mai chào em. À Quốc Dung lấy bông số 8. Ok Quốc Dung ơi, Mai cảm ơn Quốc Dung nha. Chị lấy bông số 2 mà Hào Lê bông số 2. À bông số 2 cũng đẹp lắm em. Rồi cảm ơn em Hào Lê. 220 trái bầu xích. Rồi trái nào nãy xem lắp kim tiền giùm em nè. 800 dây kim tiền em đang đeo 1.8 triệu. Đẹp không? Đó, có 1.8 triệu thôi. Rồi, lên lắp tay cho mấy chế nha. Lên lắp tay. Lên lắp tay. Cho cô một cái dòng gì đó đây đi. Cái gì đi. Cái đó đi. Bộ gì cũng có hết nha mấy chế. Bông mặt có nhiều lắm. Rồi, em lên lắp tay cho mấy anh đẹp trai đẹp đẹp ơi. Đây, lắp tay này 900. Lắp tay nam trước nha, lắp tay 1 triệu, lắp tay gồng tự luôn 1 triệu luôn. Rồi nhỏ mà có vỏ, dạ 1.50.000. Rồi gấp về hết rồi, cảm ơn cô. 1.50.000, 1.2 tùy theo mẫu thôi mấy chế. 1.2 rồi như thôi xuống nữa ha. Sáng lấp lánh như vàng thiệt mấy chế ơi, đồ của em mấy chế thấy nè, đó như vàng thiệt luôn. Rửa xe bông rửa chanh neo mãi mãi nha. Rồi, lên lắc tay 900 mã số 1 giùm em.
có đủ đi nha, có đủ đi. Con ơi bỏ vỏ quá nha trai, cho cô cái ghế nha trai. Mã số 1 900, mã số 2 1 triệu, 1 triệu mã số 2. Em bỏ vỏ quá em đuối, em làm cả ngày em đuối rồi trai. Dạ ngoài thấp quá này sao thấy đây. Hết thấy luôn á. Lấy cái mâm lụng đi con ơi. Trời lụng quá, lụng quá. Nhẫn giảm giá nha mày chơi. Mã 49 chế nào có chia sẻ là 200.000, 200k. Rồi em ngồi nha. Cho mấy cái bữa giọt quá. Rồi lắc tay 1 triệu, đẹp xuất sắc mấy anh ơi, có đủ đi đủ size nha. Rồi lắc tay 1 triệu, mã số 3 nè. Coi nghe cô like nè, đừng biết đường ngày mai mấy cô điện biết đường. Rồi lắc tay 1 triệu 50, 1 triệu 50, 1 triệu 50 nha mấy chế ơi. Mã số 4 rồi 1 triệu 2, lắc gồng có chữ T nha, chiếu sáng lấp lánh như vàng thiệt. Rồi mẫu này là mã số 5. Mã số 6 lắc đại bàn 1 triệu 2, 1 triệu 2, mã số 6. Mẫu số 7 1 triệu rưỡi, mẫu số 8 này 1 triệu. Rồi lắc 1 triệu rưỡi men này, mẫu này bự nha, mẫu này to. Rồi mã số 7, mã số 8 1 triệu nha, mã số 8 1 triệu, có khắc chữ nè, chữ hàng hiệu luôn nha. Nữ đeo được, nam đeo được em biết chứ, mẫu này nữ đeo được, nam đeo được nha. Rồi mẫu này là mã số 8 1 triệu nha. Mã số 9, mã số 9 là 850, 850 nha. Lắc này là chờ neo, chờ neo chạm cái phen lật là chạm luôn nha mấy chế, chạm sáng lấp lánh luôn nha. Cái chờ neo này có sòn nè, đó mấy chế nhìn nè, phá hộp luôn nha. Mẫu này 850 một cây máy luôn, em bắn bình luận hết rồi mấy chế. Mã số 9, mã số 9 lắc chờ neo này, một cái sòn một cái không sòn, 730, chờ neo 730, chờ neo 730, đẹp không? Bên em có đủ này, đủ ni đủ size nha. Chờ neo có sòn, có sòn là cái phần sòn đây, chờ neo này không có sòn, 730 nghe mấy chế. Chờ neo 730 mã số 10, dòng lưới 600 đẹp xinh lung linh nghe mấy chế ơi. Rồi đây chế nào mà sang chuyên môn đeo sang sức bự to sang chảnh đẹp, lấy cái lắc này đẹp dữ lắm nha, gần 3 cây, 2 cây 8. Chiếc này mấy chị đa gia đeo sang chảnh đẹp như vàng thiệt nha, em lấy mẫu vàng thiệt làm luôn. Mấy chế thấy nhìn nó sang nè nha, cái phá cực kỳ đẹp luôn ha, cái phá nè như vàng thiệt luôn, dày dặn. Mẫu này mấy chế đeo sang lắm, rất là đẹp nha. Chiếc này 1 triệu rưỡi, em bán gấp rất là nhiều mẫu này. Chiếc này là mã 11, mã 12. Mẫu này cái phôn sòn làm như chiếc lá mấy chế, 1 triệu 2. Lắc em mà không đẹp là mấy chế mua giảm thiệt thôi, chứ mua trang sức shop nào đẹp bằng. Em nói thiệt em bao luôn cho mấy chế luôn, em lấy mẫu giảm thiệt làm không. Mấy chế nhìn nè nha, mấy chế thường khi coi mẫu giảm thiệt của tiệm vàng trên Sài Gòn mình, mẫu nào hot là đó, em thích là em lấy em làm. Mấy chế nhìn nè, đẹp gì, 1 triệu 2 nha, rẻ hơn tiền công của giảm thiệt luôn. Dạ mẫu đó là mã 10 12, mã 13 chữ H, em có mặc chữ H luôn nha. Đang đeo mặc gì đây, mặc công cho cô mặc chữ H nha cha. Rồi lụng quá, mặc chữ H mới làm xong rồi chiều á, em mặc đó em đây cô. Đây mặc chữ H là em bắt đắt lắm, mới làm xong nữa nè, chiều nay mới làm 100 mấy cái nè, 350 bao ship. Mặt chữ H này em bán nói thiệt, cái mấy chế đeo hoài không bao giờ xưa nha. Mà nó đẹp cỡ này nè, mặt
350 nha mấy cháy bao ship. Mặt chữ H rất là dễ thương nha. Chiều nay mới làm xong. Lắc chữ H 990. Đẹp chưa mấy cháy? Rồi mặt chữ H 350. Cháy nào thích lấy bộ này đeo là đẳng cấp này nè. Đó là sang liền nha. Bên em có đủ ni nha. Lắc có đủ ni. Rồi mặt chữ H 350. Lắc chữ H 990 giùm em. Để lên đây con. Lắc chữ H 990 mã 13. Lắc kim tiền 1.2 triệu. Lắc kim tiền này em sắp hết rồi. Em còn không, không tới 10 cái nữa. Mấy cái đấy luôn cho hết rồi rồi luôn. Em bỏ mẫu luôn. Đẹp nè. Nha. Lắc kim tiền 1.2 triệu. Mã 14. Sòn chiếc lá đẹp. Mấy cái thấy đẹp chưa? Sòn nè, hôm nay rất là đẹp nha. Cái mẫu vàng thiệt làm không hết. 900 900. Rẻ hơn tiền công luôn. 900 900 mã 15. Lắc đồng hồ. Ê, như cái phone đồng hồ nghe mấy chế. 888 888. Lắc đồng hồ 1 triệu. Cái dây này y như dây đồng hồ. Rồi em đưa kỹ từ chi tiết cho mấy chế coi nha. Đó, một khúc sờn một khúc như dây đồng hồ. Rồi cái phone ở trên nó rất là đẹp nè. Mấy chế nhìn nè. Có 888 thôi. Có đủ ni đủ size. Có đủ ni đủ size. Cái máy nó đơ rồi. Bích ơi, hậu cô cái bích ơi. Máy đơ rồi. Đơ đơ đơ. Máy nó đơ rồi. Máy cháy đẹp ơi. Cho cô. Cái dòng bộ này. Anh con quay gì cho cô coi. Chị chuyện đi không à. Xin mâm chị chuyện này cô đi. Lên dây chuyện đi chị. Dạ, lên liền. Lên liền. Em lại lắc xong anh ra dây chuyện cho mấy cháy coi liền nha. Em sẵn sàng hết rồi. Dạ, dây chuyện nè, mấy cháy coi nè. Dây chuyện mặc nhiều lắm. Dây chuyện bữa nay giảm giá nhiều nha. Rồi, lắc 880. Lắc 880 mà. Dạ, cái này cô không có làm như này trước đây ha Bích. Lắc 880 mã 16 giùm em nha mấy cháy. Dạ, mã 17, 1 triệu. Lắc đồng hồ nha. Lắc đồng hồ đẹp lắm, 1 triệu. Rồi, mã 18. Mã 18 lắc hoa sấy đẹp nha mấy cháy, 1 triệu 2. 1 triệu 2. Rồi lắc bông hồng 900. Lắc bông hồng 900. Đẹp không mấy cháy? Có 900 thôi, đeo mãi cả đời. Rồi mã 19. Mã 19. Mã 20. Mã 20 này em 630 nhưng giờ em hết rồi. Em còn mấy cái, mấy chiếc thôi nha. Em bán cho mấy cháy 600. Hộp đá chiếu sáng lấp lánh luôn. Em còn màu xanh đậm và màu xanh xanh biển. 600 mã 20. Gì? Mã 20 con nhảy này tới 30 nè. Còn mâm nữa đâu? Nè công chúa. Tỉnh 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 luôn nè. Giờ lắc lắc, má chế đợi chút xíu online nha, dây chuyền nha, đợi em cái. Rồi. Cái này là bông lúa hay là xương cá đây? Xương cá. Xương cá có, dễ cá có nha. Xương cá này nặng cây máy mà 700 nè má chế. Xương cá nha, xương cá. Xương cá 700. Xương cá 700. Rồi lắc. Lắc này 500. Lắc này cũng cây máy luôn. Bữa nay dịch là cái gì cũng giảm giá cho mấy cháy hết á. Đó, nguyên liệu đồng bữa nay lên giá. Đó, mà bữa nay đồ thì lại bán giảm giá. Chịu nổi chưa? Nha, mẫu này 500. 500 mã 22. Rồi, mẫu lắc xích. Lắc xích này một cây máy luôn. 800. 800 mã 23. Rồi, lắc này 900. Tìm anh này hết pin nữa. Đợi em cái nghe mấy cháy. Anh Trang thương em chia sẻ tí xíu, em quay phiếu, em tặng quà mấy cháy nha. Cháy nào không thích bộ trang điểm thì không thích bộ trang điểm, em tặng 2 bộ inox. Cho nhắn nam mới rộng cái tụ, lỏng rớt luôn. Lắc xích 900. 900 nha mấy anh ơi. 900, mã 24. Rồi, anh nào, chị nào thích nhỏ nhỏ mua cho con mình chiếc nhỏ hay là mình đeo cũng được. Lắc anh là nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhỏ nha mấy cháy, nhỏ mấy chị thôi nha, thật xíu nha. Nhỏ này có 350 nha. 350. 350.000 lắc anh là. 350.000 mã 25. Này gì Bích? Lắc này, anh là có này có nè.
hiệu hàng hiệu không, có 350.000 thôi. Sở hữu một cái lắc đeo vĩnh viễn, xuân hạ thu đông bốn mùa mùa nào cũng đeo được hết. Đồng mà mấy chế ơi, đeo rất là đẹp nha. Nay 350, còn phen lật đôi, chế nào thích nhỏ nhỏ xinh xinh đeo ngày thường ở nhà, phen lật đôi 600, mã 20, 27, mã 28, giảm giá cực sốc, cực rẻ, cực đẹp và cực bền. Hai cái máy 990 giùm em, 990.000. Mã 28, mã 29, 600. 600 chiếc này mỏng nha. Cái bản nó dẹp bự mà nó mỏng. Cái nào em bán em thiệt tình lắm, cho mấy chế coi để mấy chế nó ù sao thấy cái lắc nó bự mà về nhà nó mỏng nha. Chiếc này là mỏng nhẹ, chiếc này bự. Nhỏ mà có vỏ, cái này bự mà không có vỏ nè. Chiếc này có chính chỉ thôi. Mỏng nha. Đó, 600. 600. 600 mã 29. Rồi. Chiếc này mã 30. Cái này nhỏ có vỏ nè. Chiếc này là 800. 800 một cây máy á, phen lật sủng nha. Phen lật dẹp có, phen lật sủng đường chính giữa nè. Mấy chế đeo ngày thường chiếc này đẹp lắm, em bán được bao nhiêu ngàn chiếc lắc này nè. Em bán cầu 5.000 chiếc lắc này, em nói thiệt luôn. Mấy chị khách em đang đeo chiếc này nhiều dữ lắm. 800 nha, 800. Mã 30. Rồi. Đợi em cái em lai dây cho mấy chế liền. Đợi chút xíu em lai 10 cái lắc nữa. Cho nó hết mẫu. Phen lật đôi. Phen lật đôi hai cây máy nha mấy chế. Phen lật đôi 909. Phen lật đôi 909. Phen lật đôi 909. Chị bé chính cho chị. Chị cho em coi đôi bông toàn ten chị đeo. Bông toàn ten em đeo. Bông toàn ten em đeo là số 1 phải không? Gì đây? Con này bông gì đây? Kim cương. Kim cương hộp sò 2 triệu. À 220 chị ơi. 220 chị không? Em bao ship chị bé chính đây. Bông em mới làm đó chị, có cái kim cương trong đây nè. Đó, đẹp chưa? Nha. Cái nhị kim cương này dễ thương, xung quanh tròn, đôi này cắt là dễ thương. 220 bao ship. Mã số mấy con? Mã số 3 chị. Bông em đang đeo mã số 3 nha, mã số 3. Rồi, lại lắc nữa nha mấy chế. Coi giùm em. Chút xíu lại cho chị. Rồi lắc này là lắc bông lúa. Bông lúa này 700 nha mấy chế. 700. 700 mã 32. Mã 32 700. Mấy chế mua lắc xin này không cũng đã 400 rồi. Lắc này là mã 32. Rồi, lắc anh là lắc phen lật sủng này bự nha mấy chế, hai cây máy nha. Lắc này 1 triệu. Em có chị khách lấy hai cái ba cái luôn á, mua đẹp quá cái mấy chị bạn tháo luôn. Lúc em chưa dịch, mấy chị là nhà em hoài luôn, người lấy hai cái này luôn nè, ba cái luôn nha. Lắc này 1 triệu nghe mấy chị ơi, 1 triệu. 1 triệu mã 30. Mã 35. Hả? Mã xin lỗi nha, mã 33. Mã 33. Rồi, mã 34, lắc số 8. 550.000 nha, 550.000. 550.000 mã 34. Rồi mã 35 nãy giờ đây. Lắc kim tiền. Kim tiền đồng tiền. Kim tiền mã 35. 600. 600 mã 35. Rồi, có mấy cô điện thoại không bắt máy nghe mấy nàng. Dê. Yeah. Máy điện thoại không bắt máy, ngồi im ru hai nàng chạy vô ảnh chân hả? Không, chốn đây hả? À? Em mở máy lên, cô nào mới nhắn về điện thoại không bắt máy kìa, cô mới giờ thấy tin nhắn nè. 600 nghe mấy chị ơi, 600. Đợi ngồi chốn nhắn người yêu nha. À, đâu rồi, mất tiêu rồi, em ngu rồi. Tên gì quên mất tiêu rồi. Yêu. Dạ. Cô mới nhắn điện thoại không nghe máy kìa. Mở loa lên, nè. Dạ, lắc. Lắc chờ neo 600 nha mấy chế. Lắc chờ neo 600. Lắc chờ neo 600. Mấy chế ơi, thông cảm giùm em nha. Em lúc nào cũng muốn nhân viên nhưng hoàn hảo cho ai cũng muốn hoàn hảo. Ai cũng muốn đồ đồng đẹp như vàng. Ai cũng muốn nhân viên. Lúc nào em mà nhân viên em nói chuyện cọc không bao giờ chưa em. Em cũng la mấy đứa cháu em luôn. Dạ.
lúc nào cũng vậy hết. Cái gì cũng muốn tốt, muốn đẹp hết, chứ đâu có muốn, đâu có muốn mà xấu đâu. Trần ơi, ai mà muốn xấu đúng không mấy chế? Trần ơi, trong nhà đục chịu mấy chế ơi, khổ lắm. Ngồi chốt bển không nghe máy, chịu nổi không? Cái này là đồng, không phải bạc mà không phải vàng xi nha. Đeo rửa xì bông rửa chanh sáng bóng đẹp, không bao giờ bay mèo. Dạ, mấy chế đẹp ơi, chiếc lắc này lắc chạm 550 nha, 550 nha, 550 ngàn, 550 ngàn, mã 37 giùm em. Rồi mã 38 lọc phen lọc đôi 600 ngàn. Một cây máy nha mấy chế, một cây máy nha, một cây máy có 600 ngàn thôi. Dạ, có 600k thôi mấy chế, 600k thôi. Em là phải em mặc chung 10 cái tay nên em làm em bán cho mấy chế đủ mấy lần thiệt. Mình em làm gì nổi, phải nhân viên phụ em mới làm nổi mấy chế. Cứ tưởng tưởng thôi mấy chế, thấy không, mới cài cái máy cài em lận luôn á, chịu nói không. Dạ, lắp 900 nha mấy chế, lắp 900, lắp 900, đẹp lắm mấy chế ơi, đẹp lắm nha. Rồi em là bao quyền bao đẹp cho mấy chế hết nha, mã 39. Rồi em like 40 lắp thôi nha. Dạ, 600 lắp anh nền, 600 nha, 600. Rồi mã 40, lên dây cho mấy chế nha, lên dây cho mấy chế, lên dây con. Chế nào hôm nay có chia sẻ là thích, có lấy nhẫn này là có chia sẻ là được 200 ngàn một chiếc. Nhẫn này em bán giảm giá cho mấy chế nha, 200. Nè, chiếc này mấy chế coi nè, 200 nha. Đẹp chưa, sang chảnh đẹp nha, 200. Rồi em lên dây cho mấy chế nha, mã 49 giùm em. Nhẫn mã 49 giảm giá 200. Con đưa nhẫn chút lát thì lợi hộp câu coi. Đó đó, trước mặt con đó, đúng rồi. Mẫu này là 48, có chia sẻ là 200 nè mấy chế nha. Đó, chiếc nhẫn hết lóng tay luôn, có chia sẻ là được 200 chiếc nhẫn này, 200 chiếc nhẫn thôi. Đó, mấy chế thấy đẹp không? Rồi em lên dây cho mấy chế nè, dây N mã số 1 700. Em đưa hai cộng cho mấy chế phân biệt. Đó, mấy chế nhìn trên like không biết thiệt, nhìn vô cái điện thoại nó đâu biết cộng dây nó bị bự đâu. Cộng này thì 7-8 chỉ, cộng này cây máy nha. Rồi 7-8 chỉ, 7-8 chỉ, mã số 1 700, mã số 2 một cây máy 900. Dây là đặc không nha mấy chế, cộng là bụng em la bụng nha, mấy cộng này là đặc nặng. Dạ, mẫu này là mẫu số 2 900. Rồi dây N. Rồi bắt đầu tới dây phân lập. Dạ chị Trần Kim Thủy, em chào chị. Bộ xi men chị đang đeo là số mấy? Bộ xi men chị đang đeo là 6 ly. Mã số 9 đi, mã số 9 dùm nha cho nó hên. Bên em là 8 mẫu xi men rồi, bữa nay mẫu này mẫu số 9 dùm em nha mấy chế. Nè mấy cháu, mấy con nhớ chưa, mã số 9. Bản này là 6 ly, 2 chiếc là cũng bán luôn, mà 2 chiếc mấy chế đeo thử đẹp đấy nữa, phá lưỡi gà như giặt thiệt. Đây nè nha, gà vô có kêu một cái cốc nha, sát dịch luôn như giặt thiệt. 2 chiếc 250 ngàn, mấy chế thích lấy cặp 2 chiếc em vẫn bán cho mấy chế, em bao ship cho mấy chế đẹp luôn. Hà Trương ơi, chị Mai chào em nha. 2 chiếc 250 ngàn, chế nào lấy một, em đang đeo 9 chiếc sáng lấp lánh luôn, chế nào lấy một bộ 800, 8 chiếc cũng bán, 2 chiếc cũng bán, 9 chiếc cũng bán, lấy mấy chiếc, bán mấy chiếc nha. 2 chiếc 250 ngàn bao ship, lấy thử 2 chiếc đẹp về đeo 2-3 ngày biết đẹp hay không liền. Rồi mấy chế mua nữa nha, bao đẹp bao ghiền nè mấy chế nhìn. Đeo một bộ là đủ rồi đó, đeo 9 chiếc là ok đẹp luôn nha. Một bộ 800. Hello chị Trang, ngày mai em gửi đồ chị Trang nha. Em sạc xong hết rồi, cháu đã chụp hình cho chị rồi hết rồi đó. Ngày mai em gửi chị Trang rồi nha. Hello chị yêu nha, mai chưa em chạy gửi. Dạ em đóng cửa là chị không dám đi đâu luôn, dịch khu vực nhà em quá trời luôn rồi. Sài Gòn dịch bùng nổ luôn á trời ơi, quá trời luôn rồi. Chị Trang ơi, sợ quá trời luôn chị.
giờ không dám đi đâu luôn á mấy chế, đóng cửa luôn á, mở cửa luôn. Mấy ông shipper ông giao đồ hí hí cái cửa cho ông chung vô thôi. Em đóng cửa luôn rồi chị Trang ơi. Mấy chế chừng nào ở Sài Gòn à, có lại nhà em thì qua hết dịch thế lại cái mấy chế. Nay em đóng cửa rồi. Dạ, lắc tay. À xin lỗi, dây chuyền số 2 và dây chuyền số 3, số 4 cho dây này 700 nè, dây này 900 nè. Em đưa hai cộng cho mấy chế nó phân biệt được. Dây này số 3, 700 nha. 700. Số 3. Mai em gửi cho chị Trang ơi. Chụp hình từng món đồ cho chị nha. Ủa, chụp rồi má. Con chụp cô Trang gửi cho cô hình cô Trang chưa? Chị vô Zalo coi chị nha. Cô Trang kêu chụp từng món cho cô Trang kìa. Coi lại cái con. Ê, gì đừng nói gửi cho cô Dung Linh nha bạn. Bà hổm em kêu chụp cho chị, cái nó gửi chị Dung Linh. Có lộn, hôm nay coi có lộn nữa không. Dạ, cộng dây này 900 nha mấy chế. Dây 900. Dây 900 mở số 4. Rồi, dây này 600 nè. Cộng này bộng nè. Cộng này cỡ 7-8 chỉ. Mấy chị nữ mà đeo đẹp mà mấy anh nam đeo cũng đẹp nè. Cộng này rất là dễ thương nha. Cộng này có 600. 600 600 nha, tại em gài cái móc nó bị chẹo chẹo nhưng chưa có đẹp. Dạ chị Trang ơi, cháu đang gửi cho chị Zalo rồi đó, chị coi giùm em nha chị Trang. Dạ. Chụp từ món ra, con chụp một nồi. Đâu đã con coi. Em có làm hai cái dòng mà cho chị đều gửi hết rồi đó. Xong hết rồi, đồ chị là đủ hết rồi. Chụp hình từ món lại cho cô Trang á con ơi. Dạ để ngày mai kêu nó chụp kỹ lại nha chị. Em mai em kêu cháu chụp kỹ lại cho chị. Dây này 600 nha mấy chế, mã số 5 giùm em nha. Mã số 5 600. Rồi, mã số 6 600. Cộng này bọng nha. Bọng. Nhưng mà đeo thoải mái lắm, không bao giờ bay màu gì hết nha. Cộng này thì hơi bọng. Cộng này là mã số 6 600. Rồi, mã số 7. Dạ số 7. Cái này đặc á. Cái này nhỏ mà có vỏ nè, đặc luộc chứ không có bọng. Cộng này cả cây, nhưng mà có 500 à. 500, 500 nha mấy anh, mấy chị. Cộng này mã số 7 giùm em. Mã số 7, 500. Mã số 7, 500. Mã số 8 nó cũng giống giống luôn. Đó, nó cũng mắc che mà. Cái thì nó hơi chậm, cái thì nó trơn. Cộng này trơn nè. Dạ, 500 luôn. 500 mã số 8. Cộng này cũng cả cây nha. Cộng nó đặc luộc. Rồi cộng này là dây trái khế. 1 triệu em giảm 800. Giảm giá tất cả là dây chuyền giảm giá cho anh chị hết. Cộng này là dây trái khế nè. Trái khế lớn á, trái khế nhỏ 800 em hết rồi nha. Thành ra em không cầm hai cộng cho anh chị xem được. Chị Trang ơi, dòng xi men mới đâu đó chị. Em gái mới làm xong nữa nè. Đó, thấy gì chưa đẹp nữa không. Lấy thêm 3 bộ nữa chị Trang ơi. Đẹp quá trời. Bản 6 ly chị. Bản lớn. Cái đó đeo dễ thương lắm. Dạ, dây chỉ khế 800 nha mấy chế. Dây chỉ khế 800 mã số 9. Rồi mã số 10. Dây này em giảm giá hết nha. Dây này 700. Dây này 700. Khúc phen lập khúc bản dẹp. Bản dẹp bản nè. Khúc phen lập khúc bản nè. Mã số 10. Tâm dây nữa đây con ơi. Rồi mã số 11. Cái này 900 nha anh chị. Cộng này lớn nha. Cộng này cây máy gần 2 cây. Tất cả là dây em giảm giá hết. Dây này 900. Khúc phen lập, khúc bản nha. Khúc phen lập, khúc bản. Rồi con đưa mặt dây chuyền lại cho cô. Cái mâm dây chuyền đi. Cho mấy cô lựa dây, mấy cô lựa mặt đi. Rớt nha con. Rớt nha. Nè, nha bể cái bực ở đó. Đây là cô. Từ từ. Nhẫn giảm giá 200 nha mấy chế. Nhẫn giảm giá 200. Nhẫn chiếc lá. Mã 48 giùm em. Mã 49 nào rồi, nhẫn mã 49. Chế nào xem mặt giùm em nha. Mặt mẹo ngâm lớn đẹp lắm mấy chế ơi. To nha. Chế nào có lấy mặt mẹo ngâm em đang đeo là 380. Nhỏ hơn tí xíu 300. Nhỏ hơn 250. Nhỏ hơn nữa 200. Bên em có đủ nha. Bên em có đủ. Rồi. Chế đẹp nào có thương em chia sẻ là được nhẫn giảm giá nè. Đó, đẹp xuất sắc luôn, có 200.000. Mã 48 em đang cầm. Nhẫn chiếc lá.
mã 49. 200. 200 rẻ hơn tiền công. Đeo hoài, đeo hoài, đeo hoài. Đeo hàng ngày bốn lên nước. Dạ, rất là đẹp. Để lên. Rồi, lên dây tiếp nha. Dây nữa ha. Dây này dây số 8, mã 12, 1.7.000. 1.7.000. Dây số 8 có lắc tay nghe mấy chế. 1.7.000. 1.7.000. Rồi dây này là mã 13, 700. Dây này có lắc tay nãy 350 nè mấy chế. Dạ, dây này có 700 thôi. Đó. Đẹp chưa? Dây hàng hiệu luôn nha. Cộng cây mấy gần 2 cây nha. Cộng này có 700. Tất cả dây em giảm giá cho anh chị hết nha. Anh chị coi like em hoài nhằm khi mấy chị biết giá của tổng dây em bán bao nhiêu luôn. Dạ. Còn dây này 600. Mô Phật gớp luôn. Rồi, dây này 600. Em bản bình luận hết rồi mấy chế ơi. Dây 600. Dây 600. Mã 14. Cái này không thấy bình luận luôn. Dây này 1.7.000, 4 cây mấy nha. Giảm giá luôn, thật là nhiều luôn. Dây này nha. Chế nào có thích dây 10 cây em có luôn nha. Dây 10 cây giống vậy nè. Ừ, có luôn. Dạ, dây này 1.7.000, 4 cây mấy gần 5 cây nha. 1.7.000. 1.7.000 mã 15. 1.5 triệu mã 16. 3 cây mấy. Giảm giá thật là nhiều hết nha anh chị. Đó, móc phá hộp luôn nha. Giảm giá cực là sốc luôn á. Dạ, 1.7.000 mã 16. 900. Một cây máy luôn nha. Một khúc phan lập, một khúc bản. Một bên có chạm nè, bản này có chạm nha. Cấp rất là đẹp nha mấy chế. Mẫu này 900. 900 mã 17. Mã 18 1.5 triệu. 1.5 triệu phan lập. Phan lập. Mấy chế lấy N có nha. N bên em có nhiều loại lắm. Dây bên em có đủ cỡ đủ kiểu hết. Đủ nặng hết nha. Rồi mã này mã 18. Mã 18 1.5 triệu. Rồi dây bản là 700. 700. 700. Mã 19. Rồi mã 900. 900 mã 20. Bản luôn. Tất cả giảm giá hết cho mấy chế. Cộng này là 1 triệu mấy á. Cộng này 1.2 triệu em giảm còn 900 mà nè. Giảm giá cho anh chị hết. Bữa nay dịch rồi giảm giá hết. Bảo hành không đen không khoai nha. Nhận hàng trước khi xem hàng mở ra coi. Shop em có cái hiệu Bình Mai shop em hết. Còn cái này là cái cạc này là cái cạc giả cấp đơn nè. Đó là mấy chế nhận đồ khoai đồ xương giùm em nha. Là không phải shop em nha. Coi kỹ hàng bên em. Bữa nay gửi hàng có cái hình có đóng mộc. Mã số thế, tên tuổi, mã số thế rồi trên đây. Mấy chế nhận hàng xem hàng trước khi trả tiền. Bên em cho xem hàng trước khi trả tiền. Rồi, đúng hàng mình mua. Đúng shop em, rồi trả tiền nha. Đồ đồng là chỉnh vàng 18. Y như vàng 18 mình luôn. Còn cái đầu si á, mà cái màu mấy chế dòm nó biết liền à. Nó vàng mà nó màu vàng chanh lắm nha. Nó vàng rực rỡ lắm. Còn đồng là không bao giờ màu rực rỡ đâu. Em like sao ở ngoài y vậy nha. Ở ngoài nó đẹp hơn nữa. Này mấy chế nhìn nè. Đó. Nha. Nó chuẩn như vàng 18 mình nha. Còn mấy chế nhận mà đồ shop khác đang cấp đơn là đồ si á, nó cái màu nó kỳ lắm. Cái màu nó như là như vàng chanh vậy đó nha. Mấy chế mua đồ rồi mấy chế biết. Coi kỹ giùm em rồi hãy nhận nha. Rồi, dây này là dây em giảm giá nữa nè. Dây này là dây 21. Số 21 dây than 1.2 triệu. Dây than 1.2 triệu nha mấy chế. Dây than 1.2 triệu. Mã 21. Mã 21. Dây này 1.2 triệu. Dây này là giảm hết nha. 1.5 triệu em bán có 1.2 triệu đó. 1.2 triệu. Dây này nặng 3 cây mấy luôn nè. 1.2 triệu nha. Cái khúc đó. Cái khúc sắn không. Cái khúc chữ công. Rồi dây 1.2 triệu. Mã 22. Dây này 2 triệu nha anh chị. Dây này 2 triệu 2 triệu 250 giảm còn 2 triệu nè. Rất là đẹp nha. Dài 6 tấc. Chị nào thích lấy ngắn là cộng em đang cần ngắn. Em có rất là nhiều nha. Còn nhiều lắm. Máy gỗ chứ. Dạ. Dây 2.2 triệu. Mã 23. Rồi. Dây 700. Dây 700. Dây chữ công 700. 700 mã 24. Dây 600. Dây 600 cộng này bọng nha. Ở trong nó bọng. Nhưng mà lại không bao cái nào cũng đồng hết, không bao giờ đen, không bao giờ phai hết nha. Rất là đẹp luôn. Dạ. Cộng này là mã 25.
600. Mã 26. Mã 26 600. Mã 26 600. Dẹp dẹp, khúc dẹp dẹp. Bên chạm bên chân nha. Mã 26 600. Mã 27 700. Khúc ống tre, khúc chữ công. Đẹp chưa mấy cái? 700. Mã 27. Mã 28 900. Dây khúc 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 nè. Đó. Rất là đẹp nha mấy chế ơi. 900 ha. Cộng này cũng cỡ 2 cây nha. 2 cây nha. Dạ. Mã 28. Mã 29 1.8. 1.8. 1.8. Mã 29. Rồi. Mã 30. Cha trai, lấy mấy cọng dây mới mới mà cái mặt lại hậu cô con. Mã 30. Dây bự nghe mấy chế, 2.7. Giảm giá nhiều lắm nha. Rồi, 2.7. Cho cô một cọng dây nha. Dạ, em có 2 mẫu. Dây liền mặt 800 và 900. Đợi em cái. Thế nào lấy vòng? Cho cô có vòng cô đang đeo đi không? Cho cô mong vòng cô đang đeo. Vòng em đang đeo rất là đẹp mấy chế, có 750. Đơ máy luôn rồi, con không biết rồi. Hậu cô biết rồi, đơ máy rồi mấy chế. Vòng em đang đeo là vòng bông mai. Bông mai kim tiền. Rất đẹp mấy chế, 750 vòng. Có đủ ni đủ size nha. Có đủ ni đủ size. Quá. Đó, như vàng thiệt nha mấy chế. Rồi dài hai bên hông lại. Vòng bông mai. Có nhẫn bông mai luôn nha. 750 vòng. Dòng rất là đẹp nha mấy chế, 750 dòng nè con nha trai. Cái này đưa máy nó bị không chạy bình luận luôn. Dây 27 700. Dạ ok chị Hồng Hạnh ơi, dạ, cảm ơn chị. Dòng Bát Nhã đi 60. Dạ ok chị Hà Trương ơi, cảm ơn chị. Dòng Bát Nhã 380 dòng nha chị. Bên em là đồng bao đẹp mấy chị nha. Không đen không phai đeo vĩnh viễn, nhà em bán có địa chỉ có số nhà nha. Đó. Trong cái hộp hết nha mấy chế. Dạ. Bên em có dây. Cái đẹp nào lấy dây kim tiền em đang đeo. Thích lấy 4 tấc 3, 4 tấc rưỡi, 5 tấc. Ngọc Dung ơi, chào Ngọc Dung nha. Chia sẻ em tặng quà nha mấy chế. Dây em đang đeo là dây kim tiền 1.8. Dây em đang đeo dây kim tiền 1.8. Lắc tay 600. Nghe mấy chế. Rồi em cho mấy chế coi dây nha. Dây này là dây liền mặt. Dây liền mặt. Rồi mấy mẫu con? 3-4 mẫu gì lắm đó. Dạ, dây liền mặt 900 nè mấy chế. Rất là dễ thương nha. Đó. Dây liền mặt 900. Rồi mấy chế muốn làm mấy tắc làm. Thích làm 4 tắc rưỡi là vừa đeo nhất. 4 tắc 8, 4 tắc rưỡi. Tại dây liền mặt nếu mình đeo dài quá nó không đẹp nha. Đó, cộng này 900. Dây liền mặt 900. Dây liền mặt 800, cộng này dễ thương quá mấy chế. Cộng dây không đã 700 rồi. Dây liền mặt luôn mấy chế, khỏi đeo mặt nè. Cộng dây liền mặt 800. Dây liền mặt 800. Đâu, đưa cô mấy cộng mấy coi. Này còn mẫu rồi con ơi. Có 2 mẫu rồi con ơi. 2 mẫu rồi nha mấy chế. Để mai em kêu thợ làm thêm. Có 4 mẫu luôn mà chưa làm kịp ạ. À. Dây 800, dây 900. Dạ, dây trên cổ em giá bao nhiêu? Dây này cộng nào ta? Cộng này cộng nào với bác? Chị, cái cộng dây nha, dây dài này hả chị? Dây dài này, dây chữ công này, cộng này 900. Có cộng nhỏ hơn 700. Cái cộng này là, cái kiền 5, cái kiền là 550. Cái này cái kiền phá hợp. Kiền 550. Còn cộng dây này là cộng dây bự này là cộng dây kim tiền 1.8. Dây trên cổ em là cộng dây 1.8 nè. Chị Cường Trần ơi. Dây này dây kim tiền nha. Anh à, mấy anh nam á thích đeo 6 tấc 6 tấc rưỡi. Mấy tấc cũng được.
cộng này em làm ngắn, cộng em đang đeo có 4 tấc 8 thôi. Mấy chế đeo hơi ngắn cỡ 4 tấc rưỡi là ok đẹp. Nó sát cái cổ tí xíu vậy nè. Nha, cộng này 4 tấc 8. Dạ, chuyện này thợ mới làm xong cho em 4 tấc 8 nha. Dây kim tiền, dây kim tiền 1.800.000. Thích làm mấy tấc, shop em sẽ làm cho anh chị từ 4 tấc 3, 4 tấc rưỡi, 4 tấc 8, 5 tấc, 6 tấc, 6 tấc rưỡi, 1.800.000. Muốn làm bao nhiêu lần nha. Nó làm bao dài làm, em sẽ làm cho mấy chế. Đó, đẹp. Đó, thấy dễ thương không? Dây này, dây chữ công nha chị. Dây chữ công cộng này, cộng này vừa. Dạ, cộng này thì 900. Em mới vừa lai cộng dây chữ công 700. Rồi cái mặt mẹ quan âm lớn á, 380. Bên em có rất là nhiều mặt mẹ quan âm, nhỏ hơn tí xíu, lớn hơn tí xíu. Dạ, rất là nhiều. Anh chị nào có lấy cái nhẫn này lại cho mấy cô coi con. Nhẫn này đẹp lắm nè mấy chị ơi. Nhẫn bông mai 7 sắc cầu vồng, 7 màu, đẹp xinh lung linh, 320 chiếc. Đẹp chút nhói nha mấy chế. Đồ em đẹp không à. Đang làm nhiều mẫu mới đẹp lắm. Mấy chế chưa có thích mẫu nào thì bấm nút kết bạn với em nha. Cái nào cũng đẹp hết. Con đưa cái mẫu nhẫn đó lại con. Cái nào cũng đẹp hết. Nhẫn em không có like kịp cho mấy chế. Rất là nhiều nhẫn đẹp không nha. Em sẽ cho mấy chế tham khảo coi. Rồi chế nào có thích mẫu nào thì coi chụp cái màn hình lại gửi qua Messenger giùm em. Em sẽ cho nhân viên em sẽ chắc tin nhắn cho mấy chế. Rồi mấy chế coi ha. Rồi bây giờ tối nay em gần 11 giờ em bốc thăm tặng quà cho mấy chế nha. Tặng 5 phần. Dạ, 5 phần quà. Chế nào có lấy dòng xi men này là bản 6 ly mới, đẹp nhức nhối luôn. Bản 6 ly. Cái đây là có 3, 6. Ôi, em để vô có 11 chiếc nè. Mấy chế thấy đầy tay nè. Mấy chế lấy 2 chiếc 250 shop em bao ship. Một bộ là 800 nha. 2 chiếc 250 bao ship. Mấy chế đeo cặp này cũng đẹp chút nhói nha. Đó, bản 6 ly. Chiếc sáng lấp lánh luôn. Ôi ơi, chạm sáng lấp lánh. Quà chúng thử thôi con ơi, chơi game. Tặng quà không đồng. 5 phần quà. Bây giờ em còn gì em tặng mấy chế nha. 5 chai dầu thơm. 5 chai dầu thơm. À, 5 thằng quà là không đồng. Chia sẻ giùm em. Chế nào đang coi em thì chị em mình có duyên mới gặp mấy chế ơi. Chế nào có thích đọc kinh, tặng kinh. Tặng kinh không đồng. Tặng kinh không đồng. Tặng kinh không đồng. Cô Trang đổi ý rồi kìa. Đổi dòng 6 ly kìa. Dạ lấy thêm đi chị. Đi mấy chiêu như chiếc thì Trang ơi. Con ơi chụp mẫu này cho cô Trang liền con Trang ơi. À nha trai. Hỏi cô Trang như chiếc. Nè cô Trang sẽ đổi dòng 6 liền. Chị ơi nó đẹp. Cái dòng này có mở phá nha chị Trang ơi. Còn cái của chị lúc trước là em làm nông cho chị á. Hình như cô Trang có đặt lúc trước là nông đúng không. Rồi lấy này cho cô Trang đi. Hỏi cô Trang chụp qua cho cô Trang. Hỏi cô Trang coi nhiều chiếc. Đó cho chụp liền chị. Mai em gửi. Tặng kinh không đồng mấy chế ơi. Ba cuốn kinh không đồng. Thế nào mua trang sức bên em? Không mua cũng tặng nha. Chứ không phải đợi mua trang sức mới tặng. Thích đọc là anh tặng. Tặng kinh không đồng. Thế nào ở tỉnh thì chắc có tình cái đấy nha. Bữa nay dịch lắm mà. Bữa nay Sài Gòn đóng cửa hết trơn toàn bộ. Tất cả bán cái gì cũng đóng hết á mấy chế. Đóng cửa hết. Vậy em đóng cửa luôn nha mấy chế ơi. Tặng kinh không đồng. Ở tỉnh thôi. Chậm trễ tí xíu, 5 ngày tới 7 ngày nha mấy chế. Hay lâu lâu tí xíu nha. Giờ đóng cửa nút trong phòng luôn mà chị Trang ơi. Nút trong nhà không luôn chị Trang ơi. Không dám đi đâu luôn. Khu dịch nhà em quá trời dịch rồi mấy chế ơi. Tặng kinh không đồng mấy chế ơi. Không đồng không đồng. Không dám ra đường luôn chị Trang ơi. Không dám đi đâu luôn chị. Ăn mì gói không à? Ăn mì gói không nè mấy chế. Một phần quà một chai dầu thơm. Giờ em tặng phần quà này trước nha. Phần này trước nha. Còn nào tặng đó nha mấy chế. Phần này trước nè. Rồi chế nào hên trúng phần này ha. Đây quay ha. Em bị ẩn bình luận dữ lắm rồi. Dạ, mấy chế thông cảm giùm em.
Dây mã 23. Ok chị. À, Phan ơi, dạ cảm ơn chị, cảm ơn em. Chị bà chị đi cho lần lớn chút á. Chào người chị Nga Lê. Hello chị. Nãy giờ đây nè. Chị nói à, gì? Mua hoài không được. Chào người bữa nay tặng bộ này đẹp. Số này là đủ màu trong đây nha chị. Màu hồng, màu cam và cây chai dầu thơm. Đây. Để số điện thoại lại giùm em. Ngày mai có mua gì? Gửi thêm chút phần quà này. Ok, cảm ơn chị. Cô Nga Lê kìa, Linh. Nga Lê nè. Dạ, chị Nga Lê ơi. Mới ruột biết lâu mới được chúng á. Đừng nhận em nha chị. Có điện hết trơn á. Chị Trang ơi, lấy nhiêu chiếc vòng chút xíu em lựa em để vô luôn nha chị. Đá chụp cho chị vậy đó. Chị báo em như chiếc đi mấy giùm em luôn. Cái này mở phá nha chị. Cái này có mở phá. Có mở phá nhưng mà đẹp lắm. Dạ, chị Nga Lê ha. Chị nào đây? À, Hồng Nhung nha mày. Hồng Nhung nha. Hồng Nhung ơi. Trời ơi, quên lấy cái sâu này ra. Còn phần nào tặng phần đó nha. Hồng Nhung giùm em nha, Hồng Nhung ơi. Rồi, Hồng Nhung. Phần này nha mấy chế. Phần này gì đây trời. Đẹp không nha, đó. Ây da, mô Phật tôi là rớt xuống sông cái gì đây. Mấy chế ơi. Bộ trang điểm hết nha. Rồi, cây dầu thơm nha. Cây dầu thơm Hồng Nhung quá ha. Tổng bình luận hết rồi chị Trang ơi. Nhắn cho lô giùm em lấy nhiều chiếc đi mấy giùm em nghe chị Trang. Rồi em sang cho chị. Nhắn bông mai 20 chiếc là em lấy đủ đi cho chị nghe chị Trang ơi. Dạ à, Lê Hoàng nghe qua Lê Hoàng ơi. Lê Hoàng trời ơi miên cái cảnh này hình đẹp quá, hình ăn Tết nè. Lê Hoàng ha, Lê Hoàng ơi. Lê Hoàng. Rồi. Lê Hoàng nha. Ba phần rồi ha. Để tên để đồ cho đây hết trơn rồi nha. Rồi. Mấy chị ơi, Nga Lê ơi. Chị Nga Lê ơi, đi mã 19 hả? Dạ, ok chị để số điện thoại giùm em chị Nga Lê ơi. Chúng quà để em gửi ngay cái em gửi quà cho chị Trung luôn. Đổi tên từ ship. Cho mà chúng quà em cũng bao ship cho anh chị hết nha. Chị nào mà chị không có mua chăm sóc chúng quà em cũng gửi bao ship. Không có thích lấy bộ trang điểm này thì đổi đấy hai cái bộ dòng inox được luôn, dòng inox được luôn nha. Em tặng quà cho mấy chị để cho mấy chị thích mới được. Đừng thương em chia sẻ nữa. Không thích trang điểm thì chị lớn tuổi không trang điểm thì lấy dòng inox, còn nếu không lấy dòng inox mai ơi, tặng cho chị hai chiếc nhẫn đồng vàng, một cây son cho mấy chị luôn, đổi luôn. Dạ chị Tô Thanh Thanh nha. Em Tô Thanh Thanh, đẹp gái quá. Tô Thanh Thanh nha. Ủa cái bộ cô nãy nằm đây đâu hết rồi? Trời ơi, nằm công chúa. Rồi trúng thưởng. Đây. Tô Thanh Thanh đẹp gái ơi, đây chị tặng cho em bộ này nha. Đỏ nhức nhói chưa? Em đẹp gái quá. Trẻ đẹp, Tô Thanh Thanh. Cháu em nó me nó giấu bộ này hay gì đây không? Này chị mất tiêu luôn. Tô Thanh Thanh ơi. Trời ơi, cháu chị nó đẻ đó em. Nó đẻ bộ này rồi đó nè. Còn bộ này nữa nha. Bộ này coi cái gì đây. Bộ này còn nào tặng đó nha mấy chị. Có cái giường coi nữa nè. Đó, đẹp chưa. Đủ màu hết trên nha. Thích bộ kia đem đi giấu cho em. Rồi chịu nổi. Hẹn chị kiếm con ra luôn. Rồi, còn bộ cuối cùng. Dây mã 23. Dạ ok mấy chế nha. Chị Nga, chị Lê Nga dây mã 19. Ok chị Nga Lê ơi, để số điện thoại này giùm em nha chị. Để số điện thoại này giùm em. Không lấy số điện thoại mất đường luôn. Tại nhiều lắm. Lâm Nguyễn nha. Chị Lâm Nguyễn không có hình nha mấy chế. Chị Lâm Nguyễn không có hình nè. Chị này chắc lớn tuổi nha. Chị Lâm Nguyễn không có hình nha. Dạ. Lâm Nguyễn không có hình. Rồi. Không lấy cái dầu thơm son thì lấy hai cái nhẫn đồng vàng, một chai dầu thơm cũng được. Không lấy hai bộ nóc, một chai dầu thơm cũng được luôn nha. Cảm ơn cả nhà thật là nhiều.
Cảm ơn mấy trái thiệp thật là nhiều. Trái nào thích cái bộ cái cọng dây 1.8 triệu kim tiền giùm em. Đeo cọng dây này đặc đẹp, sang lắm mấy trái. Dòng bát nhã, bây giờ em đứng máy hết luôn á. Cái máy em đang đó hết chạy luôn á. Bị gì nó ngủ à. Khổ thiệt. Dòng nhẫn nhiều lắm mấy chế ơi. Cho cô cái dòng bắt nha, dòng kia đây con. Dòng cẩm thạch nhiều lắm luôn nghe mấy chế. Mặt cũng rất là nhiều nha. Rồi em không có like chị. Mấy chế thông cảm giùm em, bông cũng rất là nhiều luôn. Em rảnh em nào em cũng like cho mấy chế. Tối mai chắc không được trực tiếp đâu mấy chế, nghỉ 1-2 đêm em mới like được nha. Em phải gửi hàng cho mấy chế xong rồi em mới like được. Rồi em vừa bỏ sỉ đó, vừa bỏ sỉ vừa bán lẻ cho mấy chế rất là nhiều. Bữa hôm nay sao mấy em cực đẹp chứ. Dòng nè mấy chế ơi, dòng cẩm thạch đẹp lắm dạ. Em kết thúc like nha. Em like nhiều thôi. Rồi chế nào có mua gì inbox em nha. Em chúc mấy chế ngủ ngon nha. Dạ. Em chào cả nhà hết nha. Chúc mấy chế đẹp ngủ ngon. Mấy chế đẹp mấy em yêu ngủ ngon.